chương 15, lòng chưa nguôi yên. Chuyên húc mở mắt, nhìn ra cửa sổ, thấy dáng chiều rực rỡ, trăm hoa đua nở. Lúc ấy hắn vẫn còn ngái ngủ, hắn cảm thấy khung cảnh này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, bỗng nhiên hắn không nhớ nổi mình đang ở đâu. Mãi tới khi nghe tiếng huyền điểu vang vọng trong không gian, hắn mới tự nhủ, đây là cung thừa N. Thì ra hắn đang ở ngũ thần Sơn. Mặc dù đã quen với khung cảnh này hơn 200 năm, nhưng không hiểu sao, nhiều lúc hắn cứ có cảm giác đang ở Chiêu Vân Phong, chỉ cần mở mắt là được thấy hoa phượng rực đỏ như lửa, nghe tiếng loan điều hót vang thánh thót. Chuyên hốc khẽ thở dài, vậy là hắn đã xa quê hơn 200 năm. Đường về cố hương sao vẫn xa xôi vời vợi, không biết ngày tháng năm nào hắn mới lại được ngắm hoa phượng trên Chiêu Vân Phong không biết cô gái từng nô đùa cùng hắn dưới gốc phượng giờ đây lưu lạc phương trời nào chắc là tiểu yêu lớn lắm rồi có lẽ vì tự tận đáy lòng hắn khao khát được trở về hiên viên sơn và nôn nóng muốn tìm gặp tiểu yêu nên đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ thật dài trong mơ hắn tìm thấy tiểu yêu nàng cùng hắn rời khỏi ngũ thần sơn trở về hiên viên sơn yêu dấu nơi đêm ngày họ hằng mong nhớ nhưng sau đó hắn quyết định bỏ hiên viên sơn và chọn thần nông sơn tiểu yêu luôn ở bên hắn suốt chặng đường dài giành lấy ngai vị đế vương hắn thống nhất đại hoang nhưng hình như hắn đã để mất tiểu yêu đúng là một cơn các mộng chả trách hắn thấy vô cùng mệt mỏi không muốn thức giấc tiêu tiêu bước vào cung kính vái lạy bệ hạ hoàng hậu đã chờ suốt ba ngày ba đêm ngoài cửa thị nữ động viên mãi hoàng hậu mới chịu đi nghỉ chuyên húc kinh ngạc bật dậy người gọi ta là gì bệ hạ chuyên húc bóp chán hàng lông mày xô lại ta là bệ hạ ta là bệ hạ từ khi nào hoàng hậu là tên cô ấy là cao tân niệm vương cơ nước cao tân thế là ký ức như nước vỡ bờ xối xả tràn vào tâm trí hắn giữa hồ giao trì tiểu yêu trong bộ váy áo màu xanh lục, mỉm cười thẹn thùng nhìn hắn. Trên ngũ thần sơn, tiểu yêu khoác áo choàng dài tha thướt, theo hình huyền điểu đào hoa tuyệt đẹp, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Trên điện chiêu vân, tiểu yêu ngồi ghế dây đu, mỉm cười dạng dỡ nhìn hắn. Trước cổng phủ Thùy Lương, tiểu yêu lấy thân mình che chở cho hắn. Trong cung tử kim, tiểu yêu siết chặt tay hắn và nói, huynh làm gì muội cũng ủng hộ chỉ cần huynh còn sống. Trong thành Trạch Châu, tiểu yêu dương cung bắn tên, hai người tác chiến ăn ý, mỉm cười nhìn nhau. Trên đỉnh tiểu nguyệt, ánh mắt nàng lạnh lùng băng giá, nàng dương cung bắn hắn. Trong rừng hoa phượng, tiểu yêu nằm gọn trong lòng hắn, từ từ chút hơi thở cuối cùng. Chuyên húc không rõ đầu hắn nhức bút dữ dội, hay tim hắn đang tan nát, hắn chỉ biết, hắn vô cùng đau đớn, thống khổ hắn gào lên thảm thiết ôm đầu đổ người xuống giường tiêu tiêu vội đỡ chuyên húc và gọi lớn ngân thầy thuốc ngân tức tốc chạy vào kiểm tra sức khỏe cho chuyên húc ông ta lắc đầu ra dấu tay với tiêu 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 đọc to để chuyên húc hiểu sức khỏe của bệ hạ không sao cả đó là di chứng sau khi giải độc chờ khi bệ hạ có thể nhớ lại thông suốt mọi sự cơn đau sẽ tự động biến mất chuyên húc gượng dậy, hốt hoảng. Tiểu yêu, tiểu yêu. Ngân định ra dấu tay, nhưng tiêu tiêu lừa mắt cảnh cáo ông ta. Tiêu tiêu bẩm báo. Tiểu yêu chưa chết. Chuyên húc quỳ mọp trên giường, hai tay ôm mặt, toàn thân rung lên, cổ họng hắn phát ra thứ âm thanh kỳ quặc, như khóc như cười. Lần đầu tiên tiêu tiêu và ngân thấy chuyên húc không kiềm chế được cảm xúc như vậy, cả hai cùng sợ hãi quỳ sụp xuống bên giường đầu cúi thấp, không dám nhúc nhích. Rất lâu sau, Chuyên Húc mới ngẩng đầu lên, giọng hắn khản đặc. Vì sao ta còn sống? Ngân ra giấu tay. Lượng chất độc không quá nhiều. Với tài dùng độc cao minh của tiểu yêu, không thể có chuyện do cô ấy sơ suất. Thần nghĩ, có lẽ cô ấy không có ý định lấy mạng bệ hạ. Tuy loại độc mà cô ấy pha chế là kịch độc, nhưng cô ấy đã cho thần biết cách thức giải độc. Tuy Bệ Hạ đã trúng độc, nhưng chỉ cần trong vòng 6 canh giờ tìm thấy Bệ Hạ là có thể cứu được người. Bằng cách trong vòng 24 canh giờ kể từ lúc tìm thấy người, dùng nước Quy Khư Thanh Tẩy Lục Phủ Ngũ Tạng là có thể giải độc hoàn toàn. Chuyên Húc lẩm nhẩm: "Tiểu Yêu, muội vẫn không nỡ giết ta." Hắn không rõ mình đang vui hay đang buồn. Đột nhiên, hắn hỏi: "Tiểu Yêu nương tay với ta, còn muội ấy thì sao?" hắn nhai một bông hoa tiểu yêu cũng nhai một bông hoa nhưng trước đó khi ngồi chờ hắn trong rừng hoa phượng nàng đã ăn bao nhiêu bông hoa ngân đáp lượng độc tiểu yêu đưa vào cơ thể cô ấy đủ để cô ấy ra đi vô phương cứu chữa chuyên húc bật dậy ngân vội làm dấu tay chuyên húc không hiểu thế nào là không chết mà cũng không sống chuyên húc hỏi tiêu tiêu tiểu yêu đang ở đâu ta muốn gặp muội ấy. Bệ hạ. Ta nói, ta muốn gặp muội ấy. Vâng. Trên biển Quy Khư, một chiếc vỏ sò trắng muốt, được yểm bùa máu, bồng bềnh trong động pha lê. Tiểu yêu im lìm nằm giữa những bùa chú ấy. Linh khí thủy linh bao phủ cơ thể nàng, tựa một làn khói nhẹ màu lam không ngừng trôi miên man, khiến nàng trở nên thật hư ảo. Chuyên húc chìa tay ra, hắn muốn chắc chắn nàng vẫn tồn tại, nhưng sợ sẽ phá hỏng trận pháp hắn đành rụt tay về chăm chú nhìn nàng không chớp mắt tiêu tiêu nói tiểu thư chúng độc rất nặng lúc thần tìm thấy bệ hạ thì cô ấy đã tắt thở nhưng ngân phát hiện ra trái tim tiểu thư vẫn còn đập dù nhịp đập vô cùng yếu ớt chúng thần lập tức đưa bệ hạ và tiểu thư đến quy khư ngân cứu được bệ hạ nhưng không biết làm thế nào cứu tiểu thư sau đó hoàng hậu đem vỏ sò này tới bảo hãy đặt tiểu thư vào trong đó có thể sẽ có tác dụng sau vài ngày quan sát ngân nhận thấy vỏ sò này quả nhiên rất hữu dụng vì nó giúp duy trì nhịp tim của tiểu thư ngân muốn tìm người đã bày ra trận pháp yểm bùa lên vỏ sò này nhưng hoàng hậu nói vỏ sò nằm trong kho báu của ngũ thần sơn đã rất nhiều năm hoàng hậu cũng không rõ vị tổ tiên nào có nhã hứng siêu tầm bảo vật này bạch đế bệ hạ cũng không hay biết hoàng hậu chỉ tình cờ phát hiện ra mà thôi chuyên húc hỏi ngân tiểu yêu có tỉnh lại không ngân ra giấu tay tiểu yêu không có ý định buông tha bản thân lẽ ra cô ấy không thể sống sót nhưng không rõ vì cơ thể cô ấy kháng độc tốt hay vì nguyên nhân nào khác mặc dù cô ấy đã ngừng thở đã chết nhưng điều kỳ lạ là trái tim cô ấy vẫn còn đập theo như tình hình hiện nay thì có lẽ tiểu yêu sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu thần không có cách nào khiến cô ấy tỉnh lại nhưng có hai người có thể làm được việc đó ai một vị là vương mẫu ở ngọc sơn nghe nói bà ấy tinh thông trận pháp có lẽ sẽ giải được trận pháp trên vỏ sò và giúp tiểu yêu tỉnh lại một vị nữa chính là người mà lần trước cứu tiểu yêu thoát chết khi thần phán đoán cô ấy đã lìa đời chuyên húc ra lệnh chuẩn bị xe mây lập tức đi ngọc sơn tiêu tiêu và ngân đưa mắt nhìn nhau tuy biết rằng không thể khuyên can bệ hạ lúc này nhưng họ không thể không lên tiếng bệ hạ vừa tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu không nên đi ngay xin hãy nghỉ ngơi một ngày rồi mai lên đường chuyên húc nhìn tiểu yêu đăm đắm lạnh lùng bảo nửa canh giờ sau xuất phát tiêu tiêu cúi đầu thưa vâng họ đi suốt ngày đêm không ngơi nghỉ đến ngọc sơn chuyên húc để ám vệ vào thông báo hắn muốn gặp vương mẫu chỉ lát sau một người đàn ông vẫn y phục màu đen vội vã ra đón người đó có cặp mắt hồ ly lúng liếng đa tình và khi cất giọng thì thanh âm êm ái du dương mê hoặc lòng người xua tan mọi nỗi mệt nhọc của đoàn khách phương xa vừa tới tệ quân nói tôi và liệt dương đang bàn với nhau đến thần nông sơn đón tiểu yêu về chơi không ngờ cậu lại tới đây chuyên húc sai rồi phải gọi ngài là bệ hạ chứ ngọc sơn vốn không quan tâm đến chuyện trần gian tuy có nghe bệ hạ đã thống nhất đại hoang nhưng không rõ thực hư ra sao tiểu yêu có theo ngài tới đây không chuyên húc muốn cười nhưng trước mặt tệ quân hắn không thể giả vờ hắn mỏi mệt nói tiểu yêu cũng tới nhưng muội ấy bị ốm, ta tới Ngọc Sơn cậy nhờ Vương Mẫu cứu giúp. Tệ Quân nhìn vỏ sò màu trắng mà đám thị vệ khiêng trên vai, thu lại vẻ cười khi nãy, nghiêm nghị nói: "Mời theo tôi." Tệ Quân vừa đi vừa nói khẽ với chuyên húc. Lần trước khi ngài và tiểu yêu tới đây, Vương Mẫu đã nói, người chỉ sống được vài trăm năm nữa. Mấy năm gần đây, sức khỏe Vương Mẫu suy giảm nghiêm trọng người thường mất trí nhớ đôi lúc không biết mình đang ở đâu tôi và liệt dương không dám rời người nửa bước mấy ngày trước khi vương mẫu đang trong trạng thái minh mẫn người đã bàn bạc với chúng tôi về việc truyền ngôi cho đời vương mẫu kế tiếp chúng tôi sợ rằng vương mẫu sắp đi xa nên muốn đi đón tiểu yêu về để con bé được tiễn người lên đường chuyên húc thấy lòng buồn ảo não vẫn biết sinh lão bệnh tử là vòng luân hồi tất yếu của đời người nhưng khi phải chứng kiến những người thân quen của mình lần lượt ra đi, hắn không tránh khỏi cảm giác chống trải, thê thiết. Tệ quân nói, lúc này vương mẫu đang rất tỉnh táo, nên nhờ người kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tiểu yêu ngay. Vương mẫu mình hạc sương mai, gầy guộc héo hon, nhưng sắc mặt vẫn dạng dỡ. Sau khi nghe chuyên húc trình bày, bà lệnh cho liệt dương mở nắp vỏ sò. Vỏ sò màu trắng chậm chậm mở ra, tiểu yêu hệt như một viên ngọc trai giấu mình nhiều năm trong vỏ sò khổng lồ vương mẫu kiểm tra sức khỏe của tiểu yêu sau đó quan sát bùa chú trên vỏ sò một lát bà phát hiện ra đó là trận pháp giúp duy trì mạng sống không biết chuyên húc làm thế nào có được bảo bối quý hiếm này vương mẫu phất tay đậy nắp vỏ sò lại căn dặn liệt dương đặt vỏ sò xuống đáy giao trì chuyên húc thất kinh vội vã ngăn liệt dương lại Vương Mẫu. Vương Mẫu nở nụ cười hiếm hoi, ôn tồn bảo. Ta không hồ đồ đến nỗi giết người của bệ hạ trước mặt ngài đâu. Huống hồ, tiểu yêu là đứa trẻ ta đã nuôi dưỡng 70 năm. Chuyên húc thở phào. Người khỏe mạnh cũng không thể ở lâu dưới đáy giao trì, huống hồ tiểu yêu còn yếu như vậy. Ta không biết những năm qua tiểu yêu đã gặp phải chuyện gì, nhưng cơ thể nó. Vương mẫu chợt hiểu, thì ra chuyên húc không hề hay biết chuyện này, không rõ vì tiểu yêu không muốn nói, hay vì ngay cả bản thân tiểu yêu cũng không hay biết. Dù là nguyên nhân gì, bà cũng không nên nhiều lời. Ta cũng không biết phải nói thế nào, nhưng ta chắc chắn cơ thể của tiểu yêu không sợ nước. Tiểu yêu đã ngừng thở, nếu không nhờ vỏ sò này, trái tim con bé sớm đã ngừng đập. Đưa nó xuống đáy giao trì sẽ chỉ có lợi cho sức khỏe của nó mà thôi. Chuyên Húc không ngăn cản Liệt Dương nữa, nhưng hắn tự mình nhấc bổng vỏ sò, đi về hướng giao trì. Vương Mẫu trông theo Chuyên Húc, bà thấy xúc động khi nhìn dáng vẻ lo lắng, đau khổ của hắn. Chuyên Húc đặt vỏ sò xuống đáy giao trì theo sự chỉ dẫn của Vương Mẫu. Vương Mẫu nửa đùa nửa thật, thử lòng hắn. Liệt Dương có một viên ngư đan, nếu bệ hạ không yên tâm, có thể ngậm ngư đan và xuống kiểm tra. Được chuyên húc không ngần ngại nhận lấy viên ngư đan và nhảy xuống giao trì trên bờ mọi người đưa mắt nhìn nhau nửa canh giờ sau chuyên húc mới trồi lên mặt nước bay đến trước mặt vương mẫu thành khẩn nói xin vương mẫu giúp tiểu yêu tỉnh lại vương mẫu nói ta không có cách nào đánh thức tiểu yêu ta chỉ có thể phán đoán với tình trạng như hiện nay nó sẽ không chết có thể con bé sẽ ngủ hai 30 năm rồi tỉnh, có thể là 2, 300 năm hoặc lâu hơn nữa. Tệ quân và Liệt Dương rất lo cho tiểu yêu, nhưng khi biết nàng sẽ tỉnh lại, họ thấy yên tâm hơn. Họ sống trên Ngọc Sơn, năm tháng không có nhiều ý nghĩa, đôi khi họ bế quan tu luyện cả mấy chục năm, nên họ cảm thấy hai, ba trăm năm chỉ như thoáng qua. Nhưng chuyên húc thì khác, hai, ba trăm năm là bao vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, bao nhiêu vui buồn, chia ly thậm chí là cả cuộc đời vừa tỉnh lại chuyên húc đã phải lặn lội ngày đêm để đến ngọc sơn lúc này nghe bảo rất có thể mấy trăm năm nữa tiểu yêu cũng không tỉnh lại hắn trao đảo trực ngã tiêu tiêu vội chạy lại đỡ hắn vương mẫu bỗng nhiên không nói không rằng bỏ đi mất liệt dương hóa thành lang điểu màu trắng đuổi theo bà tệ quân nói với chuyên húc vương mẫu lại đãng trí rồi để ta đưa ngài về nghỉ ngơi nhưng ngọc sơn vốn có quy định không cho phép đàn ông ở lại quá lâu nhiều nhất là ba đêm ba ngày sau mời bệ hạ rời khỏi đây tiêu tiêu bất mãn vậy ngài và liệt dương thì sao tệ quân chớp chớp cặp mắt hồ ly tinh quái chúng tôi không phải đàn ông tôi là cáo liệt dương là chim tiêu tiêu đỏ mặt vội nhìn đi hướng khác Chuyên húc nói với tệ quân. Xin hãy sắp xếp chỗ ở cho đoàn tùy tùng của ta, ta sẽ nghỉ ngơi bên hồ giao trì. Tệ quân thoáng sững sờ. Ngọc Sơn bốn mùa ấm áp như tiết xuân, thế nên ngủ ngoài trời cũng không sao cả. Cách giao trì không xa có một đỉnh hóng gió, chỉ cần đặt một chiếc giường gỗ, trải chăn, căng màn là có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đêm khuya, chuyên húc không sao chợp mắt nổi, hắn ngồi trong đình hóng gió, đăm đắm nhìn về phía giao trì. Rồi đột nhiên, hắn ngậm ngư đan, lặn xuống đáy hồ, quyết định đi thăm tiểu yêu. Vỏ sò hình chiếc quạt mở ra, mép vỏ sò dập dờn như sóng biển, dưới ánh sáng của đèn minh châu, tiểu yêu hệt như đang nằm nghỉ trên những con sóng màu trắng. Gương mặt nàng bình yên, an lành, khóe môi khẽ uốn cong như thể vừa mơ một giấc mơ đẹp. Chuyên húc lặng ngắm nàng, hắn thấy thật khó để đưa ra quyết định hắn có thể đi tìm tương liễu nhờ y đánh thức nàng hắn đủ khả năng đáp ứng điều kiện của tương liễu cùng lắm hắn sẽ để cho nghĩa quân của cộng công sống thêm vài chục năm nữa nhưng việc đánh thức nàng có thực sự tốt cho nàng không những năm tháng qua lúc nào hắn cũng có nàng bên cạnh dù xảy ra chuyện gì nàng luôn ở sau lưng hắn Hắn đánh thức nàng vì muốn nàng mãi ở bên hắn như trước đây. Nhưng, nếu tỉnh lại, liệu nàng có bằng lòng ở lại bên hắn không? Hắn đã giết cảnh. Trước khi chết, hắn đã rất hối hận, ta sai rồi. Hắn nói lời xin lỗi, không chỉ vì tiểu yêu, mà còn vì hắn nợ cảnh. Tiểu yêu bảo, muội tha thứ cho huynh. Nhưng, đó là vì nàng biết rằng nàng và hắn sắp sinh ly tử biệt nàng không thể trả thù cho cảnh nên nàng đã chọn cái chết nàng lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất để rời xa hắn chuyên húc biết rõ rằng dù nàng có tỉnh lại cũng sẽ không bao giờ chịu ở lại bên cạnh hắn buộc nàng tỉnh giấc trong nỗi đau khôn nguôi chi bằng để nàng ngủ yên mãi mãi tháng năm rằng giặc có thể khiến thiếu nữ như hoa trở thành bà lão nhăn nheo héo hon có thể khiến chàng trai hừng hực tráng trí trở thành bộ xương khô khiến bãi bể biến thành nương dâu, khiến những thăng trầm trở thành nỗi niềm khắc cốt ghi tâm, và cũng có thể khiến những nỗi niềm khắc cốt ghi tâm trở thành ký ức. Chuyên húc khẽ hôn tiểu yêu, lòng thầm nói. Mong là khi tỉnh lại, muội sẽ quên đi tất cả. Dù muội muốn ngủ bao lâu ta cũng sẵn lòng đợi. Ta sẵn lòng đợi cho đến ngày muội bằng lòng cùng ta làm lại từ đầu. Một trăm năm, một nghìn năm ta vẫn sẽ đợi ba ngày sau, chuyên húc chào từ biệt vương mẫu, rời khỏi Ngọc Sơn. Trước lúc ra đi, chuyên húc nói với vương mẫu, nhưng thực chất là nói với Liệt Dương và Tệ Quân. Xin làm phiền các vị. Chờ khi ta tìm được một hồ nước có đủ linh khí cần thiết cho tiểu yêu dưỡng bệnh ở thần Nông Sơn, ta sẽ đến đón muội ấy. Về đến thần Nông Sơn, chuyên húc vội vã tới thăm Hoàng đế. Kể từ ngày chuyên húc lên ngôi, đây là lần đầu tiên hoàng đế nổi trận lôi đình cháu có biết cháu có ý nghĩa như thế nào đối với thiên hạ này không nếu cháu chẳng buồn quan tâm thì vì sao ngày đó còn lựa chọn con đường này năm xưa ta đã cho cháu cơ hội để chọn lựa chính cháu đã chọn con đường này cho mình ngài nghĩ đủ mọi cách ngăn chặn tiểu yêu giết chuyên húc nhưng chính hắn đã sai ám vệ phá bỏ mọi chướng ngại ngài sắp đặt và tự mình nạp mạng cho tiểu yêu chuyên húc quỳ xuống đáp cháu biết rất rõ cháu có ý nghĩa như thế nào với thiên hạ hoàng đế quát lớn nếu đã biết vì sao vẫn đến gặp tiểu yêu chuyên húc trầm ngâm vẻ mặt hắn nhúm bi thương một lát sau hắn đáp cháu luôn cho rằng tiểu yêu sẽ không vì cảnh mà giết cháu trong lòng muội ấy cháu quan trọng hơn cảnh hoàng đế tức nghẹn chỉ thẳng vào mặt chuyên húc cánh tay ngài run lên cháu 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 dám đem tính mạng của mình ra đánh cược để biết trong lòng tiểu yêu ai quan trọng hơn ai sao chuyên húc mỉm cười thực tế đã chứng minh tiểu yêu không giết cháu nhưng nó cũng không chọn cháu nó thà chết nhất quyết không chịu sống bên cháu chuyên húc mím chặt môi gương mặt vô cảm hoàng đế hít thở sâu liền mấy hơi cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Đây là lần cuối cùng, hãy nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Khóe môi chuyên húc khẽ uốn cong, hắn nở nụ cười cay đắng với hoàng đế. Trên đời này chỉ có một tiểu yêu mà thôi, ông muốn cháu có lần thứ hai cũng không thể nữa. Người đời thường nói món nợ nữ nhi, bây giờ hoàng đế mới thấu hiểu câu nói đó. Ngài vốn vô cùng tức giận, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của chuyên húc ngài không khỏi xót thương hắn. Đứng lên đi. Chuyên húc lại hoàng đế ba lại rồi mới đứng dậy và ngồi xuống. Hoàng đế nói: "Hãy viết thư cho Bạch đế. Tiểu yêu nhờ cậy Bạch đế truyền nghề cho tay trái, giúp cậu ta có cuộc sống ổn định với người vợ của mình." Bạch đế lo lắng tiểu yêu xảy ra chuyện nên mới viết thư hỏi ta. "Nếu không vì lo lắng Hiên Viên Sơn sẽ bất ổn khi ông ấy đi xa." ta tin Bạch Đế sẽ lập tức đến đây tìm hiểu mọi chuyện. Cháu tự mình giải thích với ông ấy đi. Cháu sẽ giải thích với Phụ Vương. Xích Thủy Hải Thiên đã giúp chọn ra tân tộc trường tộc Xích Thủy. Nguy cơ tạm thời đã được hóa giải, nhưng cháu đừng quên Xích Thủy Hải Thiên muốn gì. Xích Thủy Hải Thiên muốn lấy mạng cộng công và tương liễu, trả thù cho cháu trai ông ta. Sở dĩ cháu bày ra kế sách từng bước tiêu diệt, một là vì không muốn gây xung đột với các dòng họ ở trung nguyên hai là để giảm thiểu tối đa hy sinh mất mát nhưng nay phong long đã chết kế sách đó sẽ khiến họ xích thủy và họ thần nông không vừa lòng họ sẽ cho rằng cháu thờ ơ với cái chết của phong long trên đường về đây cháu đã quyết định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt quân đội của cộng công đem tính mạng của bọn chúng tế bái vong linh phong long hoàng đế gật đầu hài lòng phàm những việc không liên quan đến tiểu yêu chuyên húc đều xử lý rất sáng suốt. Chiều hoàng hôn, ánh mặt trời như rát vàng muôn nơi, mây chiều rực rỡ. Trên ngọc sơn, muôn dặm hoa đào đua nở, sắc hoa ánh lên dưới dáng chiều diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Một con đại bàng mỏ vàng lông trắng lao vút đi giữa hoàng hôn tuyệt đẹp. Tường liễu đứng trên lưng đại bàng, áo trắng, tóc trắng, tung bay trong gió, đẹp tựa tiên nhân tệ quân trong y phục màu đen lặng lẽ chờ đợi giữa rừng hoa đào nhìn thấy tệ quân tương liễu nhảy khỏi lưng chim nhẹ nhàng đỗ xuống trước mặt tệ quân những cánh đào tươi thắm lả tả trong gió tương liễu cúi chào tệ quân tôi đến thăm vương mẫu nghĩa phụ bảo tôi tới tạ ơn vương mẫu vì đã nhiều lần tặng rượu bàn đào cho người rượu bàn đào đã giúp những cơn đau thường niên của nghĩa phụ thuyên giảm rất nhiều tệ quân nói vương mẫu không còn minh mẫn nữa e là sẽ không nhận ra cậu chi bằng nghỉ lại một tối sáng sớm mai hãy vào gặp người tương liễu biết rõ bệnh tình của vương mẫu nên không tỏ ra ngạc nhiên y lịch sự nói xin nghe theo sự sắp xếp của tệ quân vẫn chọn nơi cũ chứ vâng tệ quân giơ tay mời tương liễu tương liễu khẽ cúi người làm phiền huynh. Hai người so vai đi cạnh nhau. Đến nơi ở của Tương Liễu, Tệ Quân không về ngay mà lấy rượu bàn đào ra, cùng chén thù chén tạc với Tương Liễu. Vương mẫu kết nghĩa huynh muội với Viêm đế, nên bà dành nhiều sự quan tâm hơn cho Cộng Công. Nhưng vì Ngọc Sơn cách biệt với Hồng Trần, không màng thế sự, tuy Vương mẫu thường sai người mang tặng Cộng Công linh dược, linh thảo, nhưng bà không khi nào hỏi thăm những chuyện khác tường liễu nhiều lần qua lại Ngọc Sơn, là chỗ bằng hữu với tệ quân. Mỗi lần gặp gỡ hai người lại cùng nhau thủ tạc dưới trăng, trong vườn hoa. Họ chuyện trò về những món ăn ngon, những cảnh trí đẹp, những vùng miền khác nhau. Nếu nổi hứng, họ sẽ chơi đàn, thổi sáo, hò hát, và không khi nào bàn luận chuyện thế gian. Trời phú cho tệ quân giọng nói mê hoặc lòng người, ngay cả liệt dương cũng không dám nghe tệ quân hát. Sau khi biến thành người, Tệ Quân rất hiếm khi cất giọng, nhưng lần nào hát cũng khiến Ngọc Sơn náo loạn. Kể từ đó, Tệ Quân không bao giờ hát nữa. Nhưng Tương Liễu không sợ hãi, nghe nói giọng hát của Tệ Quân mê ly lạ thường, Tương Liễu liền chủ động mời Tệ Quân hát cho y nghe. Tệ Quân nói: "Ta là yêu quái tệ tệ, giọng hát có thể khiến thần trí người ta điên đảo, mê loạn đó." Tương Liễu cười, bảo: tôi là yêu quái chín đầu rất khó có thể khiến cho cả chín cái đầu của tôi cùng lúc bị mê loạn nếu thật sự bị huynh mê hoặc thì đó cũng là một sự trải nghiệm thú vị tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với việc mình làm chính nhờ tính cách thẳng thắn khảng khái đó mà tệ quân và tương liễu có nhiều sự đồng điệu chỉ có điều một người xuất thế không bị ràng buộc bởi mọi sự trong nhân gian một người nhập thế bị ràng buộc bởi bao điều phiền lụy tuy sống ở những bối cảnh khác nhau, nhưng vẫn hiểu nhau, ấy mới là mối giao tình của bậc quân tử vậy. Khi vầng trăng tranh trách trên đỉnh ngọn cây, tệ quân mới ngật ngưỡng ra về. Khi bốn bề tịch lặng như tờ, tương liễu thình lình mở mắt, ánh mắt y sáng rõ, hoàn toàn tỉnh táo. Y rời khỏi phòng, lướt đi như gió về phía giao trì. Vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời xanh thẫm như ngọc, Ánh trăng rát vàng khắp mặt hồ, là nước giao trì lăn tăn, lấp lánh ánh bạc. Tương liễu lặng lẽ lặn xuống hồ giao trì như loài cá. Chớp mắt đã không thấy bóng Y đâu, chỉ còn lại những giải sóng dập dềnh, bềnh bồng. Tương liễu bơi miết với tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, Y đã trông thấy vỏ sò khổng lồ màu trắng. Bên ngoài vỏ sò có trận pháp do liệt dương và tệ quân bày ra. Tương liễu không dám manh động y kiểm tra một lượt trận pháp đó và không khỏi trầm trồ chả trách không kẻ nào dám coi thường ngọc sơn y không có cách gì có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp này muốn tiếp cận tiểu yêu y buộc phải liều lĩnh xông vào nhưng nếu làm vậy liệt dương và tệ quân chắc chắn sẽ phát hiện ra suy ngẫm một lát tương liễu quyết định bày một trận pháp khác bên ngoài trận pháp của liệt dương và tệ quân trận pháp lập ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này chắc chắn không thể giữ chân liệt dương và tệ quân được lâu nhưng chí ít có thể giữ họ lại bên ngoài một khoảng thời gian nhất định sau khi bày xong trận pháp của mình tương liễu lập tức xông vào trận pháp mà liệt dương và tệ quân bày ra để bảo vệ tiểu yêu tương liễu vừa mở được vỏ sò và bế tiểu yêu lên thì liệt dương và tệ quân cũng vừa xuất hiện ở giao trì nhưng cả hai đã bị trận pháp của tương liễu kìm chân bên ngoài tệ quân khẩn thiết tương liễu xin đừng hại đến tiểu yêu bằng không ta và liệt dương sẽ lấy mạng cậu đó tương liễu không có thời gian để trò chuyện y chịu gọi đàn cá ngũ sắc xây tường chắn đàn cá đông đảo nối đuôi nhau trồng trồng lớp lớp tạo thành hình vòng tròn giống hệt một quả bóng ngũ sắc che chắn bao bọc tương liễu và tiểu yêu bên ngoài vẫn vang lên những tiếng động thình thình đó là cuộc tấn công nhằm phá vỡ trận pháp của tệ quân và liệt dương nhưng bên trong dường như là một thế giới hoàn toàn khác yên tĩnh tịch lặng chỉ có tiểu yêu và y tương liễu ôm tiểu yêu trên tay y ngồi xếp bằng trong vỏ sò cắn rách đầu lưỡi đem tinh huyết của cơ thể mình bón cho tiểu yêu sâu tình nhân kết nối trái tim của hai người nên chỉ cần tiểu yêu còn hơi thở tinh huyết của tương liễu sẽ tiếp sự sống cho nàng trận pháp của tương liễu bị phá vỡ liệt dương và tệ quân cùng xông vào Liệt Dương nổi giận đùng đùng, tung một trường, quả cầu cá ngũ sắc tan rã, đàn cá sợ hãi bơi tán loạn, chúng nối đuôi nhau tạo nên những vệt ánh sáng đủ mọi màu sắc xung quanh Tương Liễu và Tiểu Yêu, tạo nên một cảnh sắc đẹp huyền hoặc. Liệt Dương biết thể chất của Tiểu Yêu rất đặc biệt, thoạt nhìn tư thế của Tương Liễu và Tiểu Yêu, Liệt Dương cho rằng Tương Liễu đang hút linh khí của Tiểu Yêu để luyện công. Quá tức giận, Liệt Dương tung trường nện xuống lưng Tương Liễu vì đang trong thời khắc vô cùng quan trọng để đánh thức tiểu yêu nên tương liễu không dám động đậy y đành cắn răng chịu đựng đòn tấn công của liệt dương may mà tệ quân là người tinh ý đã nhận ra có điều gì khác thường mới ra tay bảo vệ tương liễu người làm gì thế liệt dương trừng mắt nạt nộ tệ quân và định bụng tiếp tục tấn công tương liễu tệ quân giữ liệt dương lại truyền thanh âm hình như cậu ta không có ý hại tiểu yêu, sự sống trong cơ thể tiểu yêu càng lúc càng tràn đầy. Liệt Dương vốn là yêu quái lang điều tu luyện nhờ nguồn sức mạnh hợp lại từ ngu yên và thang cốc, nên khứu giác và tị giác của Liệt Dương tinh nhạy hơn bất cứ người nào trong thần tộc, dù cho linh lực của người đó có cao siêu đến đâu. Liệt Dương thử cảm nhận và phát hiện thấy đúng như tệ quân nói, sự sống trong cơ thể tiểu yêu đang ngày một căng tràn. Liệt Dương lầm bẩm thật lạ lùng, chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Tuy cằn nhắn như vậy, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến tương liễu, liệt dương không gây ồn nữa, lẳng lặng ngoi lên mặt hồ, làm nhiệm vụ canh gác. Chừng nửa tuần trà sau, tương liễu bế tiểu yêu trồi lên mặt nước. Y nói với tệ quân và liệt dương. Cảm ơn hai vị giúp đỡ. Liệt dương chìa tay, lạnh lùng bảo. Trả tiểu yêu cho chúng tôi. Tương liễu cúi đầu nhìn tiểu yêu, không đáp lại, cũng không nhúc nhích, để mặc liệt dương giành lấy tiểu yêu từ tay y. Tuy cảm nhận được sự sống tràn đầy trong cơ thể tiểu yêu, nhưng tệ quân vẫn thận trọng cầm cổ tay tiểu yêu, vẫn linh lực kiểm tra sức khỏe của nàng. Quả nhiên, mọi thứ đều đã ổn định trở lại. Lẽ ra tiểu yêu có thể tỉnh lại ngay lúc này, nhưng có vẻ như tương liễu muốn nàng tiếp tục say giấc, nên đã hóa phép, khiến tâm thức nàng ngủ yên tệ quân nói với liệt dương huynh đưa tiểu yêu về nghỉ ngơi đi có lẽ ngày mai cô bé sẽ tỉnh lại liệt dương định đưa tiểu yêu đi thì tương liễu lên tiếng khoan đã liệt dương nhớn mắt nhìn tương liễu cuộc chiến giữa ngươi và hắc đế không liên quan đến tiểu yêu nếu ngươi dám làm gì tiểu yêu ta và a tệ sẽ đi giết cộng công sau đó sẽ giết ngươi hiểu tính khí của liệt dương nên tương liễu không lấy thế làm phật ý y quay sang tệ quân bình tĩnh nói hãy để tiểu yêu ở lại tôi có chuyện muốn nói riêng với huynh ngẫm ngợi một lát tệ quân giành lại tiểu yêu từ tay liệt dương liệt dương hậm hực tức giận không nói không rằng biến thành lang điểu bay đi mất tệ quân bẻ cành hoa đào hóa phép thành một chiếc thuyền hình hoa đào xinh xắn nhẹ nhàng đặt tiểu yêu lên thuyền. Tương liễu lặng lặng theo dõi nhất cử nhất động của tệ quân. Y đứng dưới bóng trăng vằng vặc, dáng vẻ thanh cao, thoát tục, toàn thân y hệt như một khối băng tuyết được điêu khắc mà thành. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tiểu yêu xong xuôi, tệ quân mới quay ra nhìn tương liễu. Tệ quân trỏ tay về phía vỏ sò màu trắng, ôn tồn bảo. Vương mẫu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vỏ sò đó ta dò hỏi đám tùy tùng của chuyên húc, thì bọn họ bảo đó là báu vật trong hoàng cung cao tân. Đêm nay ta mới biết, thì ra vật này vốn là của cậu, nếu không, cậu không thể đánh thức tiểu yêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Có điều, ta không hiểu, vì sao hoàng hậu ở thần nông sơn lại đồng ý che giấu bí mật này giúp cậu? Tương liễu đáp. Nhiều năm trước, An Niệm từng hứa sẽ giúp tôi một việc. Tôi nhờ cô ấy dùng vỏ sò này để giữ mạng cho Tiểu Yêu, nhưng không được cho Hắc Đế và Tiểu Yêu biết. Cô ấy là cô gái thông minh, không những biết giữ lời hứa, mà còn hiểu rằng có một số chuyện sau khi làm xong thì phải lập tức quên đi. Tệ Quân thở dài. Bạch Đế không những bồi dưỡng được mấy người học trò xuất sắc, còn dạy dỗ nên một cô con gái thông minh. Tôi nghe Tiểu Yêu kể, cô ấy từng sống và tu luyện 70 năm trên Ngọc Sơn có thể thấy, các vị rất quan tâm đến cô ấy, mà không phải chỉ vì nhận lời nhờ cậy của hắc đế. Tệ quân thành thực nói. Ta và Liệt Dương đã nếm đủ những vui buồn sướng khổ của đời người, nếu có điều gì ở chốn hồng trần khiến chúng tôi lưu luyến, thì đó chính là tiểu yêu. Vì sao vậy? Ta vừa chào đời thì mẹ ta qua đời. Si vưu tình cờ nhặt được ta, mới đưa ta lên Ngọc Sơn. Mẹ Tiểu Yêu nuôi ta khôn lớn. Khi Liệt Dương còn là lang điểu, Si Vư bắt hắn đem về làm chim đưa tin cho Si Vư và mẹ Tiểu Yêu. Thì ra là vậy. Tệ Quân nheo mắt hỏi. Nghe nói, ngoài đời cậu rất tai tiếng. Tương Liễu mỉm cười, đáp. Đỡ hơn Si Vư một chút. Tệ Quân nhìn xoáy vào Tương Liễu. Tiểu Yêu và cậu chỉ là bạn bè bình thường tương liễu nhếch môi cười nhớn mày nhìn về phía chiếc thuyền hình hoa đào đáp người mà tiểu yêu ngày đêm tưởng nhớ là đồ sơn cảnh tệ quân thở phào thế thì tốt tương liễu mỉa mai không ngờ tôi tai tiếng đến mức một gã yêu quái được si vưu nuôi dưỡng cũng khinh ghét tôi tệ quân lắc đầu không ta không khinh ghét cậu trái lại ta rất kính trọng cậu Trái tim cậu trong suốt tựa ngọc lưu ly, ngay cả tiếng ca của ta cũng chẳng thể khiến tâm trí cậu mê loạn, mà nếu vậy thì danh lợi, quyền thế càng chẳng thể mê hoặc cậu. Tệ Quân chăm chú nhìn Tương Liễu, biểu cảm trên gương mặt Tệ Quân rất phức tạp, như nhìn mà cũng như không nhìn Tương Liễu. Không phải cậu không tốt đẹp, mà là Tệ Quân thở dài ảo não. Dù Đồ Sơn Cảnh đã chết, ta vẫn lấy làm mừng vì tiểu yêu đã chọn cậu ấy tương liễu tươi cười hoàn toàn không để bụng câu nói của tệ quân có việc này xin huynh giúp cho tệ quân đáp chỉ cần ta làm được ta sẽ tận sức mối giao tình của bậc quân tử vốn không mấy khăng khít nhưng khi họ đã hứa thì lời hứa sẽ đáng giá ngàn vàng tôi muốn kết thúc mọi chuyện giữa tôi và tiểu yêu lát nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng xin huynh đừng can thiệp Tệ Quân khẳng khái. Được. Tương Liễu khoát tay, chiếc gương tinh tinh trong lòng Tiểu Yêu bay ra, rơi xuống tay y. Y chăm chú ngắm nhìn chiếc gương, rất lâu sau vẫn không thấy có hành động gì. Tệ Quân giữ đúng lời hứa, lặng lặng đứng bên quan sát. Tương Liễu tươi cười, nói với Tệ Quân. Đây là gương tinh tinh dùng để chi lại những hình ảnh trong quá khứ. Không biết Tiểu Yêu đã xóa hay chưa y xoa vuốt mặt gương chiếc gương dần hiện ra hình ảnh của tương liễu trong căn phòng đơn sơ ở thị trấn thanh thủy tương liễu bị thương nằm im trên giường tiểu yêu chờ đợi mãi mới có dịp trả thù tương liễu vì y bấy lâu nay vẫn luôn ức hiếp nàng nàng quệt nhọ nồi vẽ đủ bảy con mắt lên mặt tương liễu cộng với cặp mắt của y nữa thì vừa đúng chín con mắt nàng mỉa mai y là đồ yêu quái chín đầu khi ấy có lẽ một tay tiểu yêu bận cầm gương tinh tinh, nên trong gương chỉ hiện lên cánh tay còn lại của nàng, nàng chỉ tay vào mặt tương liễu, khiêu khích. Nhìn đi, nhưng đừng tức giận, giận quá mất khôn đó. Tương liễu chừng mắt nhìn, ánh mắt y sắc nhọn như gươm đao. Nhưng tiểu yêu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nàng vẫn vừa chỉ tay vào mặt y vừa đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng chín cái nàng tiếp tục dùng những ngón tay đen xì vẽ lên mặt tương liễu, chín con mắt biến thành chín cái đầu. Rồi nàng cười khoái trá, bảo. Tôi vẫn chưa nghĩ ra chín cái đầu thì chia nhau mọc như thế nào. Lúc nào ngài hiện nguyên hình cho tôi xem nhé. Tương liễu xa sầm mặt mày, nhìn tiểu yêu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, miệng y mấp máy. Ta sẽ ăn thịt ngươi những lời đe dọa của cửu mệnh tương liễu có lẽ đã khiến không ít kẻ trong đại hoang khiếp sợ đến vỡ mật nhưng lúc này gương mặt y lem nhem vết cho than khiến những lời dọa dẫm giảm hẳn sức sát thương tương liễu xem đến đây thì bật cười không thành tiếng y vốn là đứa trẻ không cha không mẹ từ lúc chào đời đã phải lăn lộn để tồn tại y chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc đùa vui nghịch ngợm lớn lên tiếng ác của y đã lừng danh thiên hạ không kẻ nào dám đùa cợt với y tiểu yêu là người đầu tiên dám trêu chọc y nhưng nàng không hề ác ý tương liễu ngẩn ngơ nhìn gương mặt lem nhem của y trong gương một lúc sau y mới chuyển sang đoạn ký ức tiếp theo tiểu yêu và y đã thống nhất các điều kiện trong giao kèo giải sâu độc cho chuyên húc y đưa nàng đến ngũ thần sơn chuyển sâu độc từ cơ thể chuyên húc sang cơ thể mình Vừa xong việc thì đội thị vệ của ngũ thần Sơn phát hiện ra họ, để tránh đám thị vệ, y dẫn tiểu yêu lặn sâu xuống đáy biển. Đáy biển mênh mông vô tận, có loài sò ngũ sắc, những loài cá nhỏ xinh đẹp, có thảo nguyên ngát xanh, những loài động vật xinh đẹp như những bông hoa, còn có những loài rong biển hình thù kỳ dị, hấp dẫn. Tương liễu áo trắng, tóc trắng, tự do bơi lặn trong nước, mái tóc bồng bềnh theo sóng biển. Tiểu yêu ở bên y, tò mò đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Có thể vì đây là lần đầu tiên tiểu yêu khám phá ra vẻ đẹp kỳ bí, lý thú của biển cả, cũng có thể vì khung cảnh quá ư sống động, rực rỡ, mỹ lệ, nên nàng thừa lúc tương liễu không để ý, đã lén lôi gương tinh tinh ra ghi lại. Khi ấy, có lẽ nàng đang bơi bên cạnh tương liễu, nên chỉ ghi lại được gương mặt tương liễu lúc nhìn ngang, mãi đến lúc cuối cùng, khi y quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt y mới nằm trọn vẹn trong gương chắc chắn tiểu yêu rất sợ bị phát hiện nàng vội vã giấu gương tinh tinh đi khiến gương mặt tương liễu lúc ấy trở nên không rõ rệt ánh mắt y mờ ảo mọi thứ dừng lại ở đó tương liễu còn nhớ rất rõ lần đầu phát hiện ra đoạn ký ức này trong gương tinh tinh y đã vô cùng bất ngờ và kinh ngạc y không ngờ tiểu yêu lén lút ghi nhớ những hình ảnh về y và càng không ngờ một người cảnh giác như y, lại không hề hay biết hành động lén lút của nàng. Đó là khoảnh khắc y hoàn toàn buông lòng bản thân, và đó là cơ hội cực kỳ tốt để tiểu yêu có thể giết y. Tường liễu nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Cùng tiểu yêu đến ngũ thần sơn, y ngỡ chuyện đó như mới diễn ra hôm qua. Mới đó mà đã bao nhiêu năm, y bắt quyết, muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức được lưu giữ trong gương tinh tinh. Tệ Quân giữ tay y lại, tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là ký ức mà Tiểu Yêu Hằng giữ gìn, cậu không thể. Tương Liễu lặng nhìn Tệ Quân, chợt nhớ lời hứa lúc trước. Tệ Quân chậm chậm buông tay. Tương Liễu vận linh lực, từng đoạn ký ức trong gương tinh tinh lần lượt biến mất. Thời gian như quay ngược trở lại, mọi thứ dường như trở về điểm khởi đầu. Nhưng ai cũng biết, trở về điểm khởi đầu là điều không thể. Tương Liễu ơ hờ nhìn chiếc gương trong khi tệ quân giàu dĩ thương tiếc. Đến khi toàn bộ ký ức về y đã được xóa sạch, tương liễu mới mỉm cười, trả gương về với chủ nhân, nguyên vẹn như thể y chưa từng chạm vào. Tương liễu ngồi xuống bên chiếc thuyền hoa đào, lặng ngắm tiểu yêu đang say giấc, khẽ nói. Cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau. Sâu tình nhân kết nối trái tim và sự sống của hai con người quả thực không có cách giải độc. Năm xưa, ta có thể giải sâu độc giúp chuyên húc, là bởi hắn vốn không hề muốn bị cấy sâu độc vào người, và cô cũng không thực sự cấy được sâu độc vào cơ thể hắn. Còn ta, ta tình nguyện, ta muốn, ta sẵn sàng, vì vậy, cô đã thành công. Cô yêu cầu ta giải độc hết lần này đến lần khác, lần nào ta cũng trả lời rằng ta không thể. Ta biết cô không tin, nhưng ta không gạt cô, Ta thực sự không giải được loại sâu độc này." Tường Liễu cầm tay Tiểu Yêu, ngón tay y biến thành dao sắc, y vạch một hàng bùa chú trên cánh tay cả hai người, máu huyết của cả hai cuộn bay, vết cớ sâu đến tận xương. "Tuy ta không thể giải được loài sâu độc này, nhưng ta có thể giết chúng." Tường Liễu nhếch môi cười, nắm chặt tay Tiểu Yêu, hai bàn tay lồng vào nhau, thịt ra máu huyết của hai người hòa trộn với nhau không phân biệt được là máu huyết của ai nữa nhưng cô cũng đừng trách ta gạt cô vì cô có chịu hỏi ta đâu tương liễu bắt đầu niệm chú cùng với tiếng ngâm đọc bùa chú của tương liễu các đốm sáng màu lam lần lượt xuất hiện từ một hai ba đến vô số giống như có hàng vạn con đom đóm đang bay lượn quanh hai người ánh sáng xanh lam trải khắp bầu trời đêm phủ kín hồ giao trì in bóng xuống mặt nước tạo nên cảnh tượng lung linh, huyền ảo vô cùng. Rồi bỗng, trên tay tương liễu xuất hiện một con dao găm sắc nhọn do băng tuyết ngưng tụ thành. Tương liễu đâm dao găm vào ngực mình không thương tiếc. Tệ quân gần như kêu lên thất thanh, nhưng đã kịp kìm chế. Tương liễu rút dao găm, máu tươi trào ra, muôn vàn đốm sáng li ti lửng lơ bay giữa không trung bỗng biến thành những con sâu nhỏ hút máu. Chúng tranh nhau lao vào ngực tương liễu, những đốm sáng dần tan biến như thể đã chui cả vào cơ thể y rất lâu sau khi không còn đốm sáng nào sắc mặt tương liễu trắng bạch một tay y đưa lên ôm ngực tay kia tìm linh dược nhưng y không tìm linh dược để trị thương cho mình mà rắc lên tay tiểu yêu vết thương trên tay nàng nhanh chóng lành lại như thể chưa từng xảy ra bất cứ thương tổn nào tương liễu mỉm cười nói với tiểu yêu sâu độc của cô đã được giải từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ sự liên hệ nào nữa tương liễu nhẹ nhàng đẩy thuyền hoa đào đến trước mặt tệ quân sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại tệ quân đã hiểu cả chính vì cơ thể tiểu yêu và tương liễu cùng tồn tại sâu tình nhân nên tương liễu mới cứu được tiểu yêu khi sự sống trở lại với tiểu yêu tương liễu liền giải độc cho nàng kỳ thực đi làm vậy không phải giải độc mà là dùng mạng sống của mình dẫn dụ và tiêu diệt sâu độc. Phương pháp giải độc chết cùng chết này có lẽ chỉ có cửu mệnh tương liễu mới biết cách sử dụng. Tệ quân đưa linh dược của ngọc sơn cho tương liễu. Có cần ta trị thương giúp cậu không? Tương liễu cười đáp: cảm ơn. Mấy thứ thuốc này không có tác dụng với tôi. Tệ quân lo lắng hỏi: vết thương của cậu? Ta có thể giúp gì?" Tương Liễu điềm tĩnh đáp. "Không cần đâu, hẳn là huynh cũng hiểu, khi phải đối mặt với đại quân của Hiên Viên thì việc thêm hay bớt một mạng sống cũng không nghĩa lý gì." Tệ Quân im lặng. Tương Liễu nói, "Nhưng huynh có thể giúp được tôi việc này." Tệ Quân lập tức nhận lời. "Được. Nếu ngày sau có ai hỏi về sâu độc trong cơ thể Tiểu Yêu, xin hãy bịa ra một câu chuyện nào đó." tương liễu mỉm cười vẻ mặt nhẹ nhõm tiểu yêu bảo đời này kiếp này không muốn gặp lại tôi sau đêm nay tôi và cô ấy sẽ không còn bất cứ mối dây liên hệ nào và tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy tệ quân lặng nhìn tương liễu một lúc mới cất tiếng rành rọt ta sẽ nhờ vương mẫu giúp đỡ nói là chính người đã giải sâu độc cậu yên tâm chuyện đêm nay ngoài trời đất chỉ có ta và cậu biết ta sẽ không bao giờ nói với tiểu yêu ta hứa không để sự sắp xếp của cậu trở nên vô ích sắc mặt nhợt nhạt tương liễu đưa tay lên ôm ngực mỉm cười cúi đầu trước tệ quân tệ quân không biết phải nói sao chỉ biết cúi đầu chào lại tỏ rằng nhất định sẽ giữ lời tương liễu ngửa mặt nhìn trời thấy hừng đông đang từ từ nhô lên y trao đảo đứng dậy tôi phải về thôi Tệ Quân từ lâu đã chẳng màng đến Hồng Trần thế tục, vậy mà lúc này lại cảm thấy không nỡ chia xa. Nghe nói chiến sự gần đây hết sức căng thẳng, lẽ nào cậu đến Ngọc Sơn chuyến này chỉ để cứu tiểu yếu? Tuy Ngọc Sơn không màng đến sự phân tranh trong nhân gian, nhưng gần đây, khi chuyên húc quyết định dốc toàn lực tấn công tiêu diệt nghĩa quân của cộng công, thì Tệ Quân cũng có nghe phong thanh được đôi chút. Tương Liễu cười, đáp tôi trốn việc đi chơi một lát đấy thôi dứt lời y vòng tay lại mỉm cười chào tệ quân rồi nhảy lên lưng đại bàng định bay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì y phất tay áo những bông hoa tuyết rơi lả tả giữa không trung hoa tuyết đậu trên vỏ sò màu trắng vỏ sò lập tức tan chảy bùa chú yểm trên vỏ sò biến thành máu lát sau cả vỏ sò và máu đỏ cùng hòa vào sóng nước giao trì lần này y đã xóa sạch mọi vết dấu của mình. Giống như tuyết trắng, tuy tồn tại thực sự, đẹp đẽ, bắt mắt đấy, nhưng chỉ cần mặt trời lên cao là lập tức tan chảy, lập tức biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tương liễu nhìn tiểu yêu lần cuối, rồi thúc đại bằng trắng, vút bay về phương đông, nơi mặt trời sắp lên cao. Bình minh rực rỡ, hừng đông sán lạn, y bay đi như gió cuốn, áo trắng phần phật trong gió dáng vẻ ngạo nghễ, bất phàm. Tệ quân muốn nói, hãy bảo trọng. Nhưng, một lời chào tạm biệt mà nặng tựa núi cao, khiến tệ quân không sao cất lời. Chia tay lần này, có lẽ là sinh ly tử biệt, rồi đây máu sẽ hòa nước biếc, xương sẽ vùi núi xanh, không bao giờ gặp lại. Không biết vì sao, tệ quân bỗng nhớ đến một bài ca dao cổ xưa. Khóe mắt giớm lệ, tệ quân cất cao tiếng ca bi thương, tiễn biệt tương liễu a à, ối à ối a à. mắt ta mình cứ khoét ra để cho máu thẫm đầy tà áo xanh ví bằng lọt được mắt mình máu như hoa giải đầy cành cũng cam a à, ối à ối a à. tim ta mình cứ móc ra để đồng hoang thắm máu ta chan hòa ví lòng mình có bóng ta cam lòng tưới máu như hóa khắp đồi một, một từng thề ước đồng hoa, tố hình dịch. Chương 16, gặp nhau ngỡ trong mơ. Lúc tiểu yêu tỉnh lại, vừng dương sán lạn, đào hoa rực rỡ, tươi đẹp ngoài cửa sổ. Nàng không rõ mình đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn mình còn sống. Tiểu yêu đưa tay lên che mắt, nếu biết muốn chết cũng khó thế này, thì năm đó, không đời nào nàng cấy sâu độc vào cơ thể tương liễu. Một lát sau, tiểu yêu khoác áo trở dậy hỏi vọng ra có ai không đây là đâu một vệt trắng lướt đi giữa muôn ánh hồng trong khoảnh khắc tiểu yêu gần như nín thở nhưng khi phát hiện ra cặp mắt xanh màu lục bích nàng thở phào hỏi liệt dương sao muội lại ở ngọc sơn muội bị ốm chuyên húc đưa muội đến nhờ vương mẫu chữa trị chuyên húc bảo nàng ốm ư Vậy thì cứ cho là thế đi." Tiểu Yêu hỏi. "Chuyên húc đâu?" "Về rồi." Tiểu Yêu thấy yên tâm hơn, nàng hỏi tiếp, "Vương mẫu đã cứu muội ư?" Liệt Dương không trả lời nàng, mà lập tức hóa thành lang điểu, bay đi. Tệ Quân bước vào, mỉm cười, bảo, "Tình trạng của muội vốn không mấy đáng ngại, tuy muội đã ngừng thở, nhưng tim muội còn đập." vương mẫu nhận thấy muội có thể thở dưới nước nên đã đưa muội xuống đáy hồ giao trì tiếp thêm cho muội chút linh khí của ngọc sơn thế là muội tỉnh lại tiểu yêu cười buồn nàng dành cho mình là loại thuốc kịch độc vậy mà không giết nổi nàng nàng có cảm giác hình như mối giao kèo với tương liễu khiến nàng có thêm chín cái mảng nhưng sống thế này thì có ý nghĩa gì tệ quân nhìn vẻ mặt đau khổ của tiểu yêu dịu dàng bảo muội hãy ở lại Ngọc Sơn một thời gian. Vương Mẫu không còn nhiều thời gian nữa. Nếu Hắc Đế bệ hạ không đưa muội đến thì chúng tôi cũng định đi đón muội. Tiểu Yêu bị chấn động mạnh. Tệ Quân bình tĩnh nói: "Đừng buồn, có sinh ắt có tử." Tiểu Yêu suy ngẫm một lát, thấy đúng là như vậy, khi đời sống không còn gì khiến ta lưu luyến thì cái chết có lẽ sẽ là một sự giải thoát. Tiểu Yêu nói: muội muốn gặp vương mẫu lúc này người rất tỉnh táo để ta đưa muội đi vương mẫu đang ngồi ngắm hoa dưới hàng hiên bà không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu yêu bà vẫy tay gọi nàng tiểu yêu ăn sáng trưa lại đây cùng ăn với ta nào tiểu yêu chưa từng thấy vương mẫu thân mật với nàng như vậy bao giờ nếu tệ quân và liệt dương không có mặt ở đó chắc chắn nàng sẽ nghi ngờ có kẻ giả mạo vương mẫu. Tiểu yêu ngồi xuống chiếc bàn ngay dưới chân vương mẫu, nhấp mấy ngụm nước mật hoa đào. Vương mẫu đang uống rượu. Bà vừa nhấp môi, vừa lật mở từng thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc có hình các thiếu nữ, bên cạnh các bức vẽ là những hàng chữ nhỏ. Đọc một lát, vương mẫu thấy chán, liền hất cả hộp đựng thẻ ngọc xuống đất. Đám thị nữ vội chạy lại dọn dẹp một thiếu nữ áo trắng bước ra từ rừng hoa đào, nói với vương mẫu. Người hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, chưa biết chừng một ngày nào đó người sẽ không tỉnh lại, vì vậy người buộc phải đưa ra quyết định. Tiểu yêu nhận ra người đó. Cô ấy là Thủy Hồng, người cai quản địa cung, nơi cất giữ báu vật của Ngọc Sơn. Cô ấy hiếm khi xuất hiện, 70 năm sống trên Ngọc Sơn, tiểu yêu cũng chỉ gặp cô ấy 3, 4 lần. Vương mẫu ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi vừa mân mê cốc rượu trống rỗng, vừa hỏi. Người biết ta sắp chết mà vẫn không cho ta được yên ổn vài ngày ư? Thủy Hồng dâng hộp đựng thẻ ngọc lên vương mẫu. Nếu nô tỳ làm vậy, thì khi người qua đời, nô tỳ sẽ không được yên thân. Các cô gái trẻ đẹp, thông minh là thế, cớ gì lại muốn làm vương mẫu? Vương mẫu cầm thẻ ngọc lên, định xem tiếp, chợt bà dừng lại nhìn tiểu yêu chăm chăm hỏi tiểu yêu cháu nghĩ đến những ngày sắp tới của mình chưa tiểu yêu hoang mang sao ạ à? vương mẫu chậm rãi nói có lúc ta sẽ thấy rằng thiên hạ bao la rộng lớn ta đi đâu cũng được chỉ cần tim ta thanh thản nơi nào cũng có thể là nhà nhưng cũng có lúc ta phát hiện thấy thiên hạ tuy rộng lớn khôn cùng nhưng ta không có nơi nào để đi cách giải thoát duy nhất là tìm đến cái chết. Ngọc Sơn không phải nơi lý tưởng, đẹp đẽ gì, vì Ngọc Sơn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu yêu, cháu có bằng lòng ở lại, làm vương mẫu, cai quản Ngọc Sơn không? Vẻ mặt của bà như thể bà thấu suốt mọi chuyện vậy. Tiểu yêu giớm nước mắt. Thiên hạ này là của chuyên húc, mặc dù nàng đã kiên quyết tìm đến trốn hoàng tuyền, để cách biệt với hắn, nhưng nàng không thể trốn thoát có lẽ chỉ có ngọc sơn nơi cách biệt hoàn toàn với hồng trần này mới là chốn dung thân của nàng tiểu yêu đáp cháu bằng lòng vương mẫu vỗ tay nói với thủy hồng xong rồi nhé người biến đi được rồi đó thủy hồng nhìn tiểu yêu thở dài nói không ngờ người không hề muốn ở lại ngọc sơn lại là người sẽ ở lại đây mãi mãi thủy hồng thu dọn thẻ ngọc rời đi liệt dương bay đến đậu trên cành đào nói tiểu yêu làm vương mẫu nghĩa là phải ở ngọc sơn mãi mãi suốt đời cô độc muội nghĩ kỹ chưa tiểu yêu đáp muội nghĩ kỹ rồi thiên hạ tuy rộng lớn nhưng muội không còn nơi nào để đi ở lại ngọc sơn làm vương mẫu là chọn lựa duy nhất của muội trước kia nàng ham thích cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ bên ngoài nhưng giờ đây khi đã mất đi tất cả cảnh sắc dẫu tươi đẹp nhường nào cũng không còn ý nghĩa với nàng nàng đã thấm mệt và muốn tìm một nơi yên ổn sống nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời liệt dương thinh lặng tệ quân muốn phản đối nhưng không nghĩ ra lý do để phản đối có lẽ bây giờ ở lại ngọc sơn là lựa chọn duy nhất của tiểu yêu vương mẫu không thấy ai phản đối thì quyết định ba ngày sau bố cáo thiên hạ vương mẫu mới bắt đầu tiếp quản ngọc sơn sau khi từ ngọc sơn quay về chuyên húc đã cho người tìm kiếm và kiểm tra kỹ lưỡng cuối cùng cũng tìm được một hồ nước thích hợp cho tiểu yêu chuyên húc tập trung các cao thủ dùng thần khí lập ra tầng tầng lớp lớp các trận pháp vừa tụ đầy linh khí vừa có thể bảo vệ cho tiểu yêu khi mọi thứ hoàn tất chuyên húc đích thân đi ngọc sơn đón tiểu yêu lần trước xin vào gặp vương mẫu bà tiếp chuyện hắc đế ở động thiên lang nha vốn là nơi nghỉ ngơi của vương mẫu vì khi đó bà lâm bệnh nặng nhưng lần này thị nữ đưa cả đoàn khách đến chính điện của ngọc sơn trên đường đi họ thấy rất đông các cung nữ do bù nhìn biến thành đi lại tấp nập họ bày biện trang hoàng cung điện dường như đang chuẩn bị chào mừng sự kiện gì rất long trọng chuyên húc ngạc nhiên hỏi vương mẫu khỏi bệnh rồi chăng thị nữ cung kính thưa. Bệnh tình của nương nương ngày càng trầm trọng, người không thể tiếp khách được nữa. Nhưng nương nương đã chọn được vương mẫu kế vị. Hiện nay, mọi việc ở Ngọc Sơn đều do tân nương nương tiếp quản. Chuyên húc kinh ngạc, hỏi. Vậy là vương mẫu mới đã tiếp quản mọi việc ở Ngọc Sơn, nhưng vì sao chưa công bố với thiên hạ? Thị nữ đáp. Ngày 19 sẽ công bố toàn thiên hạ ngày mai sẽ tổ chức nghi lễ kế vị chuyên húc cảm thấy thật kỳ quặc có điều vương mẫu xưa nay vẫn nổi danh là người kỳ quặc hành xử khác thường nên cũng không có gì phải ngạc nhiên đến trước cửa cung điện thị nữ dừng bước thủy hồng ra nghênh đón cô ấy vái chào chuyên húc nữ quan chấp sự ngọc sơn thủy hồng kính chào hắc đế bệ hạ chuyên húc khiêm tốn đáp lễ hôm nay là buổi đầu gặp mặt tân vương mẫu nhưng ta chưa kịp chuẩn bị quà mừng, xin thứ lỗi. Thủy Hồng nói. Ngọc Sơn không thông báo trước, xin bệ hạ xá cho mới phải. Ngày mai cử hành nghi lễ, nếu bệ hạ có thời gian, xin hãy ở lại một vài ngày, dự lễ xong hãy ra về. Chuyên húc trần trừ, do dự. Ngọc Sơn có địa vị hết sức đặc biệt, vương mẫu lại có ơn với hắn, được mời dự lễ, đó là sự kính trọng Ngọc Sơn dành cho hắn. Nhưng cuộc chiến giữa nhục thu và cộng công đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Chuyến đi hôm nay cũng là tranh thủ thời gian, nên hắn dự định sau khi cảm tạ Vương mẫu sẽ lập tức đón Tiểu Yêu quay về. Thủy Hồng tiếp tục. Bệ hạ chưa cần quyết định ngay, đi hay ở xin cứ từ từ suy nghĩ. Xin mời. Chuyên Húc bước qua bậc cửa, thấy gian điện sâu hun hút, ngăn thành ba lớp. 18 cánh cửa sổ ở hai bên nhất loạt mở rộng, một bên là ngàn dặm hoa đào bừng nở giữa trời mây, một bên là sóng xanh biển biếc, vô cùng vô tận. Không gian khoáng đạt, cảnh sắc diễm lệ. Cách ba lớp rèm châu chữ nặng, ở nơi tận cùng của gian chính điện, có một thiếu nữ vận y phục màu trắng, đang đứng tựa bên khung cửa, bàn tay mân mê cảnh đào đỏ thắm. Người đó như đang đắm chìm giữa khói sóng mênh mông, núi thẳm sông dài, giữa mây trắng lững lờ trôi, lại như đang nóng lòng đợi chờ ai đó. Ngón tay hờ hững bứt rời những cánh hoa, hoa đào rơi đầy nền đất. Chuyên húc thầm nghĩ, không biết vị vương mẫu mới này có điểm gì kỳ lạ hay không? Chuyên húc đi đến đâu, thị nữ vén rèm trâu tới đó. Thị nữ vừa vén lớp rèm cuối cùng trong gian điện, thì một trận gió ảo ạt ùa vào, thổi bay những cánh hoa đào dưới chân thiếu nữ áo trắng. Hoa đào bay lượn khắp gian điện, thiếu nữ chậm chậm quay người lại. Chuyên Húc đã chuẩn bị sẵn một nụ cười xã giao, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, nụ cười trên gương mặt hắn đông cứng lại. Hắn kinh ngạc gọi, "Tiểu Yêu." Tiểu Yêu bước tới và ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho vương mẫu đặt ở giữa gian điện, giơ tay lên mời. "Mời bệ hạ ngồi." Chuyên Húc đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn không muốn tin hắn không buồn hỏi làm thế nào tiểu yêu tỉnh lại, hắn lập tức lao đến trước mặt nàng, lo lắng hỏi. Tiểu yêu, vì sao trang điểm và ăn vận như một vương mẫu vậy? Ngày mai, muội sẽ là vương mẫu. Muội có biết điều đó có nghĩa là gì không? Muội từng sống 70 năm trên Ngọc Sơn, muội hiểu rõ quyết định của mình. Chuyên Húc nổi trận lôi đình, hắn gần như quát lên làm vương mẫu tức là suốt đời không được rời khỏi ngọc sơn suốt đời cô độc muội đang đẩy mình vào một nhà giam nhà giam này sẽ giam giữ muội đến chết đó cho dù cảnh đã chết cho dù muội không ưng ta nhưng cuộc đời muội còn rất dài lẽ nào muội không thể tìm được người vừa ý lẽ nào trên đời này không còn bất cứ ai bất cứ điều gì khiến muội lưu luyến hay sao tiểu yêu bình thản đáp xin mời bệ hạ ngồi xin bệ hạ hãy gọi muội là vương mẫu kể từ nay sẽ chỉ có vương mẫu ngọc sơn muội không còn tên gọi nào khác chuyên húc lắc đầu nắm tay tiểu yêu kéo đi hãy theo ta đi gặp vương mẫu ta sẽ nói rõ với bà ấy muội không thể làm vương mẫu bà ấy nên chọn người khác thị nữ của ngọc sơn chặn chuyên húc lại xin bệ hạ buông nương nương ra thị vệ đi sau chuyên húc lập tức rút binh khí. Thủy Hồng bước vào, bình thản nói. Bệ hạ, nơi này là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn xưa nay không can dự chuyện nhân gian, và người trốn nhân gian cũng không được can dự vào chuyện của Ngọc Sơn. Thiên hạ hợp rồi tan, hưng rồi suy, đã trải qua nhiều đời đế vương, nhưng Ngọc Sơn chưa bao giờ dám trái lời dạy của người xưa. Từ bàn cổ đại đế, đến phục hy, nữ oa đại đế, hết thảy đều kính trọng Ngọc Sơn. Hai vị Hoàng đế và Bạch đế cũng vậy. Vì thế, xin Hắc đế bệ hạ hãy tôn trọng Ngọc Sơn. Tiểu yêu nói với đám thị vệ của chuyên húc. Ngọc Sơn không tồn tại binh khí. Binh khí của nhân gian dẫu là thần khí đều trở nên vô tác dụng ở Ngọc Sơn. Nếu cần thiết phải dùng đến vũ lực, thì vũ khí chỉ có thể là những cảnh hoa đào. Vì vậy, các người hãy mau thu binh khí lại đi đám thị vệ lúc này mới nhớ đúng là có lời đồn như thế bọn họ liếc nhìn chuyên húc rồi lục tục thu binh khí lại trong sự ngượng ngập tiểu yêu nói với thị nữ của ngọc sơn các ngươi cũng lui ra thị nữ lập tức đứng sang bên thủy hồng cũng lui ra bên ngoài bức rèm tiểu yêu tỏ ra là một vương mẫu rất mực uy nghiêm chuyên húc cảm thấy toàn thân giá lạnh như vừa trải qua một cơn ác mộng trái tim hắn rớt xuống chìm dưới đáy vực sâu thẳm vô tận tiểu yêu nói với chuyên húc hai ngày trước khi muội tỉnh lại vương mẫu cũng có ý định sai thanh điều báo tin cho huynh nhưng muội đã ngăn lại ngay hôm đó muội quyết định tiếp quản ngọc sơn vương mẫu e muội quá vội vã bèn cho muội thêm ba ngày suy nghĩ sau đó mới công bố với thiên hạ chuyên húc không ai ép muội cả đây là quyết định của muội chuyên húc nắm tay tiểu yêu, càng siết càng chặt, như thể muốn xích nàng vào cơ thể hắn, mãi không xa rời. Hắn lầm nhầm. Vì sao? Tiểu yêu mỉm cười, nhẹ nhàng, bình thản như thể chuyện này vốn chẳng liên quan đến nàng. Chuyên húc, huynh không biết vì sao ư? muội cũng mong muốn được như bao cô gái khác, có một mái ấm gia đình, rồi sinh con đẻ cái, sống cuộc sống hạnh phúc, bình dị nhưng chính huynh đã cướp đi niềm hạnh phúc đó của muội muội không giết được huynh cũng không giết được bản thân mình thậm chí muốn tránh xa huynh cũng không thể thiên hạ tuy rộng lớn nhưng muội là con gái của si vưu thiên hạ tuy rộng lớn nhưng đều là lãnh thổ của huynh cho dù muội thoát được sự truy sát của những dòng họ căm thù cha muội cũng không thoát được sự truy đuổi của huynh chuyên húc huynh đã o ép muội tước đoạt mọi trốn dung thân của muội buộc muội trở về bên huynh. Chỉ cần muội không làm vương mẫu nữa, ta sẽ từ bỏ. Tiểu yêu lắc đầu. Muội mệt mỏi rồi, làm ơn cho muội nghỉ ngơi. Chuyên Húc vẫn siết chặt tay Tiểu Yêu, cầu xin khẩn thiết. Chỉ cần muội không làm vương mẫu, ta sẽ trả tự do cho muội, muội muốn đi đâu tùy ý. Tiểu Yêu quỳ xuống, ngửa mặt nhìn Chuyên Húc xin huynh niệm tình chúng ta từng là huynh muội hãy để muội làm vương mẫu cho muội một chốn nương thân vẻ mặt nàng hết sức bình thản trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy không chứa đựng tình yêu cũng không chất chứa hận thù chỉ là một miền cô tịch chỉ là một quyết tâm buông bỏ hết thảy mà thôi đôi mắt ấy đã từng lấp lánh tình anh đã từng dễ thương đáng yêu biết nhường nào đôi mắt biết nói biết yêu thích biết kiêu hãnh biết hy vọng biết buồn lo biết giận dữ biết đau thương trong những ngày cuối cùng trên thần nông sơn đôi mắt ấy chất chứa niềm căm hận nhưng giờ đây không còn gì trong đôi mắt ấy đôi mắt trống rỗng như một giếng nước cạn khô chuyên húc sợ hãi đến mức hoàn toàn kiệt sức hắn trao đảo bước lùi lại phía sau tiểu yêu điềm nhiên thu tay về vẻ mặt bình thản không mảy may xáo động nàng vẫn quỳ ở đó bình tĩnh nói với chuyên húc xin huynh hãy bằng lòng để muội làm vương mẫu chuyên húc không dám đối diện với đôi mắt ấy vì chúng như đang nhắc hắn rằng tiểu yêu của hắn người luôn sát cánh bên hắn từ bấy đến nay người mà không khó khăn thử thách nào có thể quật ngã đã chết và chính hắn chính hắn đã từng bước dồn nàng đến chỗ chết chuyên húc loạng choạng hắn vừa nhìn tiểu yêu vừa lùi bước đột nhiên hắn quay người, lảo đảo lao qua từng lớp rèm trâu, khiến cả gian điện vang lên âm thanh lanh canh, rộn rã. Bóng dáng hắn khuất dạng ngoài gian điện. Tiểu yêu chậm chậm đứng lên, ra lệnh cho Thủy Hồng. Nếu bệ hạ muốn nghỉ lại một đêm, hãy sắp xếp cho ngài. Nếu bệ hạ muốn ra về, hãy đưa tiễn ngài. Những việc khác cứ tiến hành theo những gì chúng ta đã nghị bàn. Thủy Hồng cung kính thưa vâng buổi tối bên hồ giao chi tiểu yêu trong bộ y phục màu trắng tinh khôi mái tóc dài vấn buộc hững hờ ngồi đung đưa trên lan can trong nhà thủy tạ ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh in dưới mặt hồ tệ quân xuyên qua rừng hoa đào nở rộ bước vào nhà thủy tạ nói với tiểu yêu hắc đế bệ hạ không bảo sẽ ra về hay ở lại ngài ngồi miết trên đỉnh núi hướng mắt về phía hiên viên sơn không ăn không uống không nói không rằng tiểu yêu bình thản nói cứ mặc huynh ấy dù sao huynh ấy cũng chỉ được ở lại đây ba ngày tiểu yêu muội đã nghĩ kỹ chưa làm vương mẫu thì suốt đời sẽ cô độc suốt đời không được rời khỏi ngọc sơn bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đó muội biết huynh lo lắng cho muội nhưng muội đã suy nghĩ rất kỹ huynh và liệt dương đang sống rất vui vẻ ở ngọc sơn đấy thôi tệ quân không biết phản bác thế nào đành im lặng lo lắng nhìn tiểu yêu tiểu yêu tươi cười đẩy tệ quân thôi thôi huynh về nghỉ ngơi đi từ ngày mai muội sẽ là vương mẫu đó hai huynh đều phải nghe lời muội tệ quân đành ra về nhưng vừa bước vào rừng hoa đào lại ngoảnh đầu nhìn tiểu yêu vẫn ngồi thơ thần trong nhà thủy tạ, dưới ánh trăng trong, giá lạnh, bóng dáng nàng càng trở nên cô độc, lẻ loi. Tệ quân không ăn nổi tiếng thở dài, khi nghĩ rằng hình ảnh đó sẽ lặp đi lặp lại cả ngàn, vạn năm sau. Sáng hôm sau, trên Ngọc Sơn, nơi ngàn dặm hoa đào rực rỡ, khoe sắc thắm tươi, nơi những con sóng biển biếc xanh, bồng bềnh nối đuôi nhau đến tận chân trời, thị nữ trang điểm và giúp tiểu yêu mặc bộ sim y long trọng nhất, đội vương miện hình hoa đào của vương mẫu. Nàng ngồi đó, chờ đợi nghi thức sau cùng, đón ngọc ấn tượng trưng cho Ngọc Sơn từ tay vương mẫu, đóng dấu lên văn thư công bố với toàn thiên hạ về việc nàng kế vị vương mẫu. Sau đó, nàng sẽ chính thức tiếp quản Ngọc Sơn. Trang điểm xong xuôi, tiểu yêu bước đi giữa hai hàng thị nữ, men theo con đường lát đá ngọc, hướng về phía đài tế lễ. Hai bên đường, rừng đào bát ngát, hoa đào thắm nở, cánh hoa cuốn theo gió nhẹ là tả bay ngắm nhìn trận mưa hoa miên man ấy tiểu yêu chợt nhớ lại cảnh tượng lúc cảnh ngỏ lời cầu hôn nàng khi ấy họ đang ở thảo ao lĩnh trên thần nông sơn trên núi không có lấy một gốc đào nhưng vì cảnh biết cha mẹ nàng từng thề nguyện hẹn ước dưới cội hoa đào nên đã vận linh lực biến phép ra ngàn dặm hoa đào đua hương khoe sắc giữa trời hoa rực rỡ ấy chàng bối rối thanh khâu đồ sơn cảnh xin hỏi cưới tây lăng cửu giao. Tiểu yêu chìa tay bắt lấy đôi ba cánh hoa, rồi nàng mỉm cười. Vương mẫu trong bộ lễ phục trang trọng, được hai thị nữ dìu lên đài tế lễ. Ánh mắt người sáng, bà hiền từ nhìn tiểu yêu. Dưới đài tế lễ chỉ có một khách mời duy nhất là chuyên húc. Sắc mặt nhợt nhạt, dáng vẻ tiểu tụy, chuyên húc nhìn tiểu yêu không chớp mắt. Mắt nhìn thẳng, tiểu yêu nghiêm trang bước đến phía trước lễ đài vương mẫu cất giọng ôn tồn theo lệ thường ta phải hỏi cháu một lần nữa sau khi kế nhiệm ngôi vị vương mẫu suốt đời cháu sẽ không được rời khỏi ngọc sơn cũng không được kết hôn cháu có bằng lòng không tiểu yêu chưa kịp lên tiếng chuyên húc đã xen vào tiểu yêu hai hắn ngân ngấn nước ngàn vạn lời văn nài chỉ biết dồn tụ vào ánh mắt trong bóng hoa đào đỏ rực, tiểu yêu như nhìn thấy cảnh. Nàng nắm chặt cánh hoa trong tay, mỉm cười với chàng, giành giọt đáp. Cháu bằng lòng. Vương mẫu gật đầu. Tốt lắm. Chuyên húc đau khổ khép mắt lại. Thủy Hồng bước tới, dìu tiểu yêu lên đài tế lễ. Tiểu yêu chậm chậm quỳ xuống, vương mẫu cầm ngọc ấn trong tay. Ngọc Sơn cách biệt Hồng Trần, Mong cháu nghiêm chỉnh tuân theo lời dạy của tổ tiên, giữ tâm mình trong sáng như gương. Tiểu Yêu giơ cả hai tay, định đón lấy ngọc ấn, bỗng giữa trời vang vọng tiếng hạc kêu thất thanh, tựa như có ai đó vừa vượt qua trùng trùng vòng vây, trùng trùng cửa ải, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, ngước nhìn bầu trời. Vương Mẫu nổi giận, truyền âm ra ngoài. Hôm nay Ngọc Sơn không tiếp khách, kẻ nào to gan dám xông vào đây, thanh âm như tiếng sấm động, khiến không gian rung chuyển, ai nấy đều cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung. Giữa trời mây sán lạn, rực rỡ, một cánh bạch hạc lao vút tới. Cưỡi trên lưng hạc là một chàng trai áo xanh, thân tựa mây trôi, dáng tựa trăng rằm. Chuyên húc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn lao về phía trước vài bước. Tiểu yêu cũng bật dậy, cặp mắt trợn tròn, toàn thân run lên bẩn bật chàng trai áo xanh từ lưng hạc nhảy xuống đứng trước đài tế lễ chàng như người vừa ốm dậy sắc mặt nhợt nhạt thân hình gầy guộc nhưng ngũ quan vẫn thanh thú thần thái vẫn toát lên vẻ ung dung đĩnh đạc đạo mạo giữa một trời hoa đào là tả bay chàng vái chào vương mẫu thanh khâu đồ sơn cảnh xin phép đến đón vợ chưa cưới cháu nghe thị nữ nói ngọc sơn đang tổ chức nghi lễ kế vị không thể tiếp khách nhưng cháu xông vào đây là có lý do chính đáng. Xin vương mẫu xá tội. Vương mẫu thoáng sững sờ, bà kinh ngạc, hỏi. Đồ sơn cảnh, cậu chưa chết sao? Cảnh nhìn sang tiểu yêu, đôi mắt ngấn nước. Tiểu yêu, ta về rồi đây. Mong nàng không trách ta đã đến muộn. Cảnh bước về phía nàng, thị nữ đứng hai bên đài tế lễ chặn chàng lại bằng những cây trượng làm từ gỗ đào. Cảnh không muốn khiến Vương Mẫu tức giận, nên chàng dừng bước. Chàng khẽ gọi, "Tiểu Yêu, đừng làm Vương Mẫu, nàng đã hứa sẽ lấy ta." Tiểu Yêu như vừa trải qua một cơn mơ, nàng chậm chậm bước xuống lễ đài, hướng về phía cảnh. Thị nữ liếc thấy Vương Mẫu không phản đối, lục tục thu trượng về. Khi đã đến trước mặt cảnh, Tiểu Yêu vẫn không tin đây là sự thật. Nàng run rẩy đưa tay lên, chạm vào gương mặt chàng. Cảnh, là chàng thật ư? Ta là diệp thập thất của văn tiểu lục. Bởi vì cây thuốc nàng tiện tay nhặt lên vừa đúng có 17 chiếc lá, nên ta mới có tên là diệp thật thất. Tiểu yêu cười trong nước mắt. Chàng quay về thật rồi. Cảnh nắm tay nàng. Ta xin lỗi đã khiến nàng chờ đợi mòn mòn. Tiểu yêu gục đầu vào ngực cảnh, nước mắt lã chã như mưa nàng nghẹn ngào cảnh ơi cảnh cuối cùng chàng cũng chịu trở về cảnh ôm nàng vào lòng đừng khóc đừng khóc nhưng tiểu yêu bỗng òa khóc thổn thức vừa khóc nàng vừa đập tay vào vai cảnh em vẫn chờ chàng luôn chờ chàng em không tin chàng đã chết mỗi đêm trăng rằm em đều chờ chàng quay về nhưng chàng luôn thất hứa em chờ lâu quá ngỡ rằng chàng không quay về nữa. Em cứ ngỡ chàng đã thực sự bỏ em ở lại. Em hận chàng, hận chàng. Cảnh mặc nàng xả giận. Chàng dịu dàng nói. Ta biết nàng đã phải chịu bao đau khổ. Lỗi tại ta, ta đã thất hứa, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tiểu yêu vùi đầu vào ngực cảnh, kêu khóc thảm thiết. Chờ khi nàng ngừng khóc, bình tâm trở lại, đã là nửa canh giờ sau lễ đài không còn một bóng người. Tiểu yêu và cảnh đều không rõ họ rời đi từ lúc nào. Có thể thấy, nghi lễ truyền ngôi của vương mẫu đã bị đổ bể. Cảnh nhìn tiểu yêu trong trang phục của một vương mẫu, lòng chàng xót xa. Chàng thấy sợ hãi. May mà ta về kịp. Tiểu yêu hỏi. Mấy năm qua, chàng đã ở đâu? Hầu ép ta quyết đấu với hắn, ta thừa lúc hắn và ý ánh trò chuyện với nhau, Lặng lặng nút viên thuốc cải tử hoàn sinh của nàng và dự định sẽ nhảy xuống sông thanh thủy để thoát thân nhưng không ngờ ta bị hầu đá văng xuống sông cú đá của hầu khiến ta vừa rớt xuống sông thì lập tức bất tỉnh lúc ta tỉnh lại đã là một buổi sáng cách đây năm ngày ta thấy mình đang ở trên một hoang đảo một cặp vợ chồng người cá đã cứu ta ngôn ngữ bất đồng đôi bên không hiểu nhau khó khăn lắm ta mới hiểu ra họ tình cờ thấy ta trôi giạt giữa biển, không biết ta là ai, cũng không biết phải cứu ta thế nào, đành đưa ta lên hòn đảo đó, thi thoảng kiếm ít thảo dược cho ta ăn. Dưới đáy biển có vô số thảo dược quý giá, tình cờ, họ đã giúp ta tỉnh lại. Ta lo lắng cho nàng, nên vội vã trở về, về đến nơi mới biết 7 năm đã trôi qua. Hoàng đế bệ hạ cho ta hay nàng không ở thần nông sơn, bảo ta phải đến Ngọc Sơn ngay tiểu yêu lau nước mắt nói em sẽ đích thân đến cảm ơn vợ chồng người cá đã cứu chàng cảnh thờ dài người cá sống trôi giạt nay đây mai đó lúc chia tay ta đã năn nỉ họ cho ta biết cách nào để tìm lại họ nhưng hình như họ không hiểu ý ta hoặc có thể họ không rõ phương hướng nên họ cứ trò tay ra biển biển rộng vô tận không biết có thể gặp lại họ hay không chúng ta cứ tìm họ từ từ chắc chắc sẽ có cơ hội gặp lại. Bây giờ, chúng ta phải đi xin lỗi vương mẫu. Gió mát rười rượi, nắng vàng rực rỡ. Tiểu yêu nắm tay cảnh, đi giữa rừng hoa đào. Nàng vừa đi vừa liếc mắt nhìn chàng, để chắc chắn rằng chàng đang ở cạnh nàng. Tệ quân bước tới, tiểu yêu nói với cảnh. Đây là A Tệ, người mà em hay nhắc với chàng đó. Cảnh cúi người thi lễ, tệ quân vội vã tránh né tiểu yêu biết yêu tộc có quy định ngặt nghèo về vai vế thứ bậc nên cũng không miễn cưỡng nàng cười bảo huynh đến đúng lúc lắm hãy cùng muội đi gặp vương mẫu không cần gặp vương mẫu vội chuyên húc đang chờ trên đỉnh núi tệ quân thở dài dù thế nào hai người cũng nên đi gặp cậu ấy nụ cười trên gương mặt tiểu yêu vụt tắt nàng siết chặt tay cảnh vì sợ chàng sẽ biến mất cảnh cũng siết chặt tay nàng nói với tệ quân chúng tôi sẽ đi tệ quân cúi chào cảnh rồi rời đi tiểu yêu vờ như không có chuyện gì cười nói chàng ở đây chờ em em đi rồi về ngay cảnh hỏi vì sao ta không thể gặp hắc đế bệ hạ tiểu yêu mở miệng nhưng không biết phải đáp ra sao Cành nói: Trước lúc đến thị trấn Thanh Thủy, ta đã rất lo lắng, nên ta cho cả đội ám vệ Hùng Hậu đi theo, vì ta muốn bình an trở về để thành hôn với nàng. Nhưng người của Hầu đã vây hãm đội ám vệ của nhà Đồ Sơn, một việc mà ngay cả tộc trưởng tộc Xích Thủy cũng không làm được. Lúc đó, ta đã nghĩ, chỉ có một người duy nhất đủ quyền lực làm được việc đó. Chính vì đoán ra người đó là Hắc Đế Bệ Hạ, nên ta tin rằng trong thị trấn vẫn còn những kẻ khác đang phục sẵn để phòng trường hợp hầu không giết được ta thì bọn họ sẽ ra tay vì thế sau mỗi lần bị hầu tấn công ta gắng gượng lết đến bờ sông thanh thủy định bụng sẽ nhảy xuống sông tháo thân thì gia cảnh đã biết sự thật tiểu yêu cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải mở miệng giải thích với chàng nàng khẽ nói em xin lỗi cảnh thở dài kéo tiểu yêu vào lòng. Đừng tự trách, không phải lỗi của nàng. Chàng, chàng, chàng biết lý do chuyên húc giết chàng. Khi ấy ta chưa biết, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Tiểu yêu lẩm nhẩm. Nếu chàng đã biết thì nên cẩn thận. Em sẽ đi gặp huynh ấy, chờ khi huynh ấy đi khỏi thì sẽ không sao cả. Cành nói. Lúc đến thần nông sơn tìm nàng, ta đã trò chuyện với hoàng đế và nhận ra mình cũng đã phạm một sai lầm tài đình chúng ta hãy cùng nhau đi gặp bệ hạ để nói rõ mọi chuyện tiểu yêu trần trừ không phải nàng không muốn gặp chuyên húc nhưng nàng sợ cành nói hắc đế bệ hạ là người muội tin tưởng nhất đừng vì một sai lầm của ngài mà đánh mất niềm tin vào ngài nàng có bao giờ tự hỏi vì sao bệ hạ không ngăn cản nàng lấy phong long nhưng lại ngăn cản nàng lấy ta không Lẽ nào, năm xưa khi nàng chuẩn bị lấy Phong Long, ngài không hề buồn khổ? Bởi vì huynh ấy cho rằng chàng không bằng Phong Long. Cảnh lắc đầu. Đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Lý do quan trọng nhất là bệ hạ cho rằng ta không đủ năng lực để bảo vệ nàng. Từ nhỏ đến lớn bệ hạ đã trải qua quá nhiều mất mát, ngài không thể giao nàng cho một kẻ nhu nhược, bất tài. Hãy nói cho ta biết, đường đi lên đỉnh núi ở đâu? tiểu yêu ngoan ngoãn chỉ đường đằng kia trên đỉnh núi mây mù bồng bềnh trôi chuyên húc đứng một mình bên vách núi ngóng ra phía xa xăm tiểu yêu bước lại ngóng theo hắn chỉ thấy biển mây tít tắp không trông rõ điểm cuối tiểu yêu khẽ hỏi huynh đang nhìn gì vậy chuyên húc không quay đầu lại nhẹ nhàng đáp không thấy hiên viên sơn đâu từ hiên viên sơn đến thần nông sơn ta cứ ngỡ mình đã có trong tay tất cả nhưng ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy ta không còn được ngắm nhìn hoa phượng trên chiêu vân phong nữa dù ta đã trồng vô số gốc phượng trên thần nông sơn nhưng chúng không thể là cây phượng trên chiêu vân phong tiểu yêu nói huynh đứng ở đây thì làm sao thấy được hoa phượng trên chiêu vân phong muốn ngắm hoa phượng trên chiêu vân phong huynh phải đến chiêu vân phong Huynh đã có trong tay cả thiên hạ, lẽ nào không thể ngắm hoa ở nơi mình thích? Chuyên húc quay người lại, trông thấy tiểu yêu và một người khác nữa. Người đó, như ca dao xưa chép rằng. Có chàng văn nhã anh hào. Như vàng như thiết luyện trao tinh thần. Như khuê như bích ôn nhuần. Xem người hòa nhã, thêm phần khoan thai, một. Một, trích trong sách kinh thi vệ phong, bài Kỳ úc ba tạ quang phát dịch cảnh vái chào chuyên húc kính chào bệ hạ lúc ngẩng đầu lên chàng nắm chặt tay tiểu yêu hai bóng hình một xanh một trắng như trăng rằm như trúc xanh nương tựa vào nhau chuyên húc lặng nhìn họ một lát rồi ánh mắt hắn lướt qua họ trôi lên biển mây vần vũ phía xa tiểu yêu những tưởng chuyên húc sẽ nói gì đó hoặc hỏi gì đó nhưng chuyên húc không hề thắc mắc cảnh vì đâu mà sống lại, cũng không hỏi dự tính tương lai của nàng. Hắn điềm nhiên đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm, không vui hay buồn, không đau thương hay phẫn nổ. Cảnh cũng rất kỳ lạ, chàng cũng trầm ngâm đứng đó, không lên tiếng đòi hỏi sự giải thích, cũng không nói lời từ biệt. Chuyên húc và cảnh, một người vững vàng như núi đồi, một người thanh tịnh như trúc xanh. Đứng giữa họ, tiểu yêu chỉ biết im lặng. Chuyên Húc chậm chậm bước tới trước mặt Tiểu Yêu và Cảnh, hắn nhìn Cảnh chăm chú và nói: Trước khi chết, Phong Long nói với ta, kế hoạch bỏ Hiên Viên Sơn, chiếm Thần Nông Sơn là do cậu đề ra. Phong Long còn nói, chính cậu đã thuyết phục cậu ta. Cảnh thẳng thắn thừa nhận: Chính là thần. Vì sao giấu ta? Khi ấy thần không suy nghĩ nhiều, thần chỉ nghĩ đơn giản là thần chỉ mong có được Tiểu Yêu chi bằng nhường mọi công trạng cho Phong Long, giúp huynh ấy thực hiện hoài bão của mình. Vì sao cậu giúp ta? Có phải vì tiểu yêu? Không phải. Những ngày đầu thần buôn ba theo học nghề kinh doanh, khi ấy hoàng đế mới thống nhất trung nguyên chưa được bao lâu. Thần theo đoàn thương lái đi khắp đại hoang, chứng kiến cảnh người dân ly tán, cơ cực, thần ngẫm ra rằng đại hoang cần một vị vua chân chính, với tấm lòng bao la, biết lo nghĩ cho muôn dân vua một nước là người có ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Thần có thể vì tiểu yêu mà tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của gia tộc, không ủng hộ Thương Lâm và Vũ Dương. Nhưng thần tuyệt đối không thể bất chấp lời gian dạy của tổ tiên, phá vỡ quy tắc của gia tộc, liên hiệp bốn gia tộc lớn và các dòng họ ở Trung Nguyên, ủng hộ bệ hạ lên ngôi. Sở dĩ thần làm vậy là vì tấm lòng và trí tuệ của bệ hạ khiến thần tin rằng thần đã hành động đúng đắn cho đến hôm nay, thần vẫn không thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Và chắc chắn Phong Long cũng vậy. Sự lựa chọn của thần và huynh ấy hoàn toàn chính xác. Chuyên Húc chăm chú nhìn cảnh một lát, sau đó, hắn lặng lặng đi lướt qua Tiểu Yêu, lặng lặng xuống núi với sự hộ tống của các thị vệ. Đội thị vệ bao quanh Chuyên Húc, nhưng không thị vệ nào dám đến gần hắn, ai nấy đều cung kính giữ một khoảng cách nhất định. Bởi thế bóng dáng chuyên húc trở nên cô đơn lạ thường. Tiểu Yêu nhìn theo bóng chuyên húc xa dần rồi khuất dạng, nàng có cảm giác phần quan trọng nhất của sự sống đã rời bỏ nàng mãi mãi, nàng đau đớn như có ai đó xẻ nàng ra làm đôi. Nàng đưa tay lên ngực, tựa đầu vào vai cảnh. Chương 17, kết tóc xe duyên. Trên đường đưa cảnh đến động Thiên Lang Nha để gặp Vương mẫu, Tiểu Yêu trông thấy một chú lang điểu màu trắng đậu trên cành hoa đào nàng nói với cảnh đây là liệt dương cảnh cúi chào liệt dương liệt dương cao ngạo nhìn cảnh nói vương mẫu đang lúc tỉnh táo hai người vào đi cảnh và tiểu yêu vào phòng thấy vương mẫu đang nằm trên giường gỗ đào tệ quân và thủy hồng đứng bên cạnh cảnh bước tới thi lễ đồ sơn cảnh kính chào vương mẫu nương nương vương mẫu lạnh lùng liếc chàng tiếp tục uống rượu không thèm để ý đến chàng. Cảnh quy xuống. Trước lúc ra trận, mẹ Tiểu Yêu đã cậy nhờ nương nương chăm sóc nàng. Nương nương đã nuôi dưỡng nàng 70 năm và luôn luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Bởi vậy, Tiểu Yêu có trách nhiệm gánh vác trọng trách nương nương giao phó. Nhưng Tiểu Yêu là vợ cháu, cháu không thể để nàng tiếp quản Ngọc Sơn. Vương mẫu hậm hực cậu cho rằng ngôi vị vương mẫu thích thì làm không thích thì thôi chắc. Tiểu Yêu ngồi xuống cạnh vương mẫu, lúc lắc cánh tay bà. "Bà thân yêu ơi, bà đừng trêu chọc chàng nữa." Vương mẫu hết cách, đành bảo cảnh. "Đứng lên đi, con gái lớn thường khó bảo, chẳng giữ được mãi ở bên mình." "Tạ ơn nương nương." Cảnh cung kính dập đầu lại vương mẫu ba lạy, rồi mới đứng lên. Thủy Hồng buồn bã hỏi: Tiểu Yêu không làm vương mẫu nữa, vậy ai sẽ kế vị đây? Vương mẫu đưa mắt nhìn Tệ Quân, Tệ Quân nói: "Thần đã sai Thanh Điểu đi thông báo với Bạch Chỉ. Nghi lễ kế vị lùi lại vài ba ngày hẳn là không vấn đề gì." "Bạch Chỉ?" Thủy Hồng suy nghĩ một lát, khẽ thở dài, gật đầu, nói: "Cô ấy rất phù hợp." Vương mẫu hạ lệnh: nếu ngươi không phản đối thì cứ quyết định như vậy đi sau khi kết thúc nghi lễ kế vị hãy công bố với thiên hạ bạch chỉ trở thành vương mẫu mới tiếp quản ngọc sơn vâng thủy hồng vái chào rồi lui ra ngoài vương mẫu hỏi tiểu yêu và cảnh hai ngươi định thế nào cảnh nhìn tiểu yêu tiểu yêu cười đáp nương nương từng nói nơi nào tâm ta được an nơi ấy là nhà thiên hạ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một nơi vắng vẻ cho chúng cháu an cư lạc nghiệp. Vương Mẫu gật đầu. Chỉ cần tâm được bình an thì nơi đâu cũng có thể là nhà. Hai người thu dọn rồi đi đi. Tiểu yêu nói. Cháu chưa muốn đi, cháu muốn. Ta biết, cháu muốn thấy ta chết. Nương nương, cháu. Vương mẫu giơ tay lên, tỏ ý ba hiểu cả các ngươi muốn thấy ta chết nhưng ta không muốn tiểu yêu tệ quân đều buồn rầu ủ dột tiểu yêu nói chúng cháu ở lại thêm vài ngày nữa tùy các ngươi ta mệt rồi các ngươi vương mẫu muốn tiểu yêu và cảnh ra về nhưng tệ quân ho khẽ một tiếng vương mẫu lập tức chuyển chủ đề hỏi các ngươi biết trong cơ thể tiểu yêu có sâu độc không tiểu yêu ngỡ ngàng không đáp Cảnh nói: Dạ, biết. Vương mẫu tiếp tục: Trong lúc tiểu yêu vẫn còn hôn mê, ta phát hiện thấy trong cơ thể nó có loài sâu độc, nên đã giải độc giúp nó. Hai người không phản đối chứ? Cảnh vui mừng khôn xiết, ấp úng nói: Ý người là sâu độc trong cơ thể tiểu yêu đã được loại bỏ. Vương mẫu lạnh lùng đáp: Ngươi nghi ngờ lời ta nói? Cảnh vội chữa dạ không không phải chỉ tại cháu vui mừng quá đó thôi vương mẫu xưa nay tính tình lạnh lùng rất kiệm lời nhưng bà đã nói là làm bà nói sâu độc đã được giải thì chắc chắn là như thế tiểu yêu thấy cảm xúc trong lòng nàng thật hỗn loạn khi tương liễu hành thích chuyên húc và giết nhầm phong long nàng lấy máu mình trả nợ cho y hai người đoạn tuyệt mọi ân nghĩa nhưng khi biết mối dây liên hệ cuối cùng của hai người đã bị chặt đứt trong lúc nàng không hề hay biết, nàng cảm thấy hụt hẫng lạ lùng. Tiểu Yêu thầm nhủ, người ta từ đầu chí cuối chỉ coi ngươi như một quân cờ, ngươi buồn cái nỗi gì? Lẽ nào còn lưu luyến thái độ lạnh lùng, vô tình của y hay sao? Vương Mẫu mệt mỏi khép mắt lại, xua tay. Tiểu Yêu và Cảnh Cúi chào ra về. Tệ Quân cũng theo họ rời khỏi căn phòng. Đi đến rừng đảo, Tệ Quân nói, "Nhiều việc dồn dập, ta chưa có thời gian hỏi thăm rốt cuộc ai đã cứu cảnh và vì sao mãi đến bây giờ mới quay về." Cảnh đem câu chuyện vợ chồng người cá cứu mình ngoài biển kể lại cho Tệ Quân. Nghe xong, Tệ Quân thoáng giật mình. Yêu quái chín đầu vốn là loài yêu quái rất có uy lực ngoài biển cả, y hoàn toàn có thể sai khiến người cá làm việc cho mình. Người cá vốn không hiểu tiếng người, biển cả lại bao la vô tận như vậy dù chính y đã làm việc đó chắc chắn y sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì tiểu yêu hỏi a tệ sao thế vì sao vẻ mặt của huynh kỳ lạ vậy không sao hai ngày sau bạch chỉ tới ngọc sơn tham gia nghi lễ kế vị ngọc sơn công bố với toàn thiên hạ họ đã có vương mẫu mới sáng hôm sau tiểu yêu và cảnh tới thăm vương mẫu thì bị thủy hồng giữ lại ngoài cửa thủy hồng nói ami đã qua đời một lúc sau tiểu yêu mới hiểu ami chính là vương mẫu thủy hồng nói với tiểu yêu đừng buồn bà ấy ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong giấc ngủ gương mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện ta nghĩ có lẽ bà ấy đã gặp được người bà ấy muốn gặp Thủy Hồng lại quay sang nói với cảnh. Cậu đã ở Ngọc Sơn đủ ba ngày, trước khi trời tối, cậu phải rời khỏi đây. Cảnh kéo tay Tiểu Yêu quay về. Tiểu Yêu buồn bã nghĩ ngợi, có phải khi tiếp quản Ngọc Sơn, tất cả các vương mẫu đều đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Hồng Trần, nên khi ra đi, họ đều ra đi nhanh chóng như vậy. Tiểu Yêu và Cảnh ở lại Ngọc Sơn là vì vương mẫu. Nay bà đã mất, hai người chuẩn bị rời khỏi đó. Liệt Dương và Tệ Quân đến tiễn họ. Tiểu yêu hỏi hai người. Hai huynh có dự định gì không? Liệt Dương và Tệ Quân đưa mắt nhìn nhau, Tệ Quân nói. Chúng tôi đã quen sống trên Ngọc Sơn, không định đi đâu cả. Con muội. Tiểu yêu nhìn cảnh và nói. Muội và chàng chưa bàn bạc chi tiết, có lẽ sẽ về thanh khâu một chuyến, cảnh cần xử lý những việc còn giang dở. Tệ Quân nói khi nào định ngày thành hôn hãy báo với chúng tôi cảnh đáp vâng tiểu yêu nói vậy muội đi đây tệ quân nói với cảnh ta giao tiểu yêu cho cậu cảnh cúi người thi lễ tôi sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo liệt dương tỏ ra rất thoải mái trong khi tệ quân sợ hãi tránh sang bên tệ quân vốn là yêu tinh cáo cáo chín đuôi lại là vua của loài cáo. Nên khi gặp cảnh, bản năng loài cáo khiến tệ quân cảm thấy kính sợ chàng. Có điều, yêu lực của tệ quân rất cao siêu, nên mới có thể dùng linh lực trấn áp nỗi sợ hãi bản năng của mình. Đêm hôm đó, tiểu yêu và cảnh về tới thanh khâu. Tiểu yêu hỏi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy đến phủ đồ sơn, được không? Nên đi ngay, ta không muốn kinh động đến nhiều người. Khi tiểu yêu và cảnh xuất hiện trước mặt tĩnh dạ và hồ chân, hai người bất ngờ đến nỗi không thốt được lời nào. Cảnh cười, hỏi. Sao thế? Hai người không vui khi thấy ta sao? Tĩnh dạ quỳ sụp xuống, nức nở. Công tử. Công. Hồ chân tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu ta vái chào cảnh và nói. Mời tộc trường ngồi cảnh cười, bảo. Trở lại cách xưng hô như trước kia đi, ta không còn là tộc trưởng nữa. Tiểu yêu đỡ tĩnh dạ dậy. Em khóc lóc gì thế, cảnh trở về, em không vui sao? Mấy hôm trước, ai đã gào khóc thảm thiết suốt nửa canh giờ liền? Cảnh liếc tiểu yêu, đưa tay lên che miệng, hắng giọng để khỏi phì cười. Cảnh hỏi hồ chân. Bé chấn khỏe không? Khỏe rất khỏe. Hồ Trân tường thuật lại toàn bộ diễn biến sự kiện đồ sơn chấn kế vị tộc trưởng. Cuối cùng, cậu ta kết luận. Tuy tộc trưởng là con trai của hầu công tử và phòng phong y ánh, nhưng nhờ sự dạy bảo bấy lâu của công tử, nên tôi quan sát thấy cách hành xử của cậu ấy rất giống với công tử. Chắc chắn sẽ là một vị tộc trưởng xuất sắc. Tĩnh giả lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng bổ sung. Chúng em vốn không định cho cậu ấy biết sự thật vì sao công tử mất tích. Nhưng vì bia miệng thế gian quá phức tạp, sợ cậu ấy suy nghĩ lung tung, nên chúng em quyết định kể lại sự thật cho cậu ấy. Sau khi bàn bạc, em và Hồ Chân trao cho cậu ấy bức thư mà Phòng Phong Ý ánh để lại và kể cho cậu ấy mọi chuyện. Khi biết được thân thế thực sự của mình, tộc trưởng đã buồn mất một thời gian dài. Em cứ lo tộc trưởng sẽ hận công tử, nhưng cậu ấy bảo bác cả và mẹ sai rồi. Cậu ấy còn nói, nếu không vì tới thăm ta, cha sẽ không mất tích. Mãi đến bây giờ, tộc trưởng vẫn không chịu gọi hầu công tử là cha, mà chỉ gọi là bác cả, và vẫn gọi công tử là cha như trước kia. Cành nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Các ngươi hãy chịu khó tìm cơ hội kể lại cho tộc trưởng nghe những câu chuyện về anh trai ta thuở nhỏ, cả những chuyện của hai chúng ta trước khi hai anh em trở mặt thành thù để bé chấn hiểu rằng mọi việc làm sai trái của anh trai ta đều có nguyên nhân sâu xa sai là sai ở bà nội nó trước nhất tĩnh dạ vô cùng căm hận hầu không muốn nhắc đến hắn nhưng nay cảnh đã trở về nỗi căm hận đã vơi đi nhiều nàng nhận lời nô no tì hiểu hồ chân nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cảnh liền hỏi vì sao công tử không trực tiếp kể cho tộc trưởng nghe chuyện đó lẽ nào công tử định rời khỏi thanh khâu cảnh mỉm cười đáp đêm nay lặn lội về đây là để chào từ biệt hai người tĩnh dạ như sắp khóc hồ chân hỏi công tử định đi đâu cảnh nhìn tiểu yêu cười đáp tiểu yêu đi đâu ta đi đó hồ chân muốn nói gì đó nhưng nay nhà đồ sơn đã yên ổn đồ sơn trấn cũng đủ sức đủ tài đảm đương trọng trách cảnh và tiểu yêu đã phải trải bao đau thương, mất mát. Nghĩ tới đây, Hồ chân đành giữ lại những lời muốn nói. Cảnh trao cho Hồ chân hai thẻ ngọc. Một thẻ trao cho bé Trấn, một thẻ trao cho các vị trưởng lão. Cảnh nắm tay tiểu yêu, đứng lên. Tĩnh giả bật khóc. Công tử, cậu, cậu. Cảnh cười, nói. Lấy chồng rồi mà sao vẫn mít ướt như vậy? Hồ chân, mau khuyên nhủ vợ ngươi đi. Cảnh quay người định bước đi, tĩnh dạ bỗng gọi với theo. Xin công tử chờ một lát. Tĩnh dạ hiểu rằng chia biệt lần này khó có dịp gặp lại. Công tử, sau này nô tỳ không được hầu hạ công tử nữa, xin cho em lại tạ công tử ba lại. Tĩnh dạ quỳ xuống, vừa khóc vừa vái lại cảnh. Cảnh đã có ơn thu nhận, nuôi dưỡng, dạy bảo, che chở tĩnh dạ không có cảnh sẽ không có tĩnh dạ hôm nay tĩnh dạ vái lại xong cảnh tươi cười gật đầu với hồ chân rồi nắm tay tiểu yêu bước ra cửa vạt áo họ bay bay trong gió hai người xa dần xa dần tĩnh dạ nức nở đuổi theo công tử ơi công tử giữa màn đêm tăm tối dưới trời trăng vằng vặc một cánh bạch hạc chở hai người bay về phía mặt trăng càng bay càng cao càng bay càng xa một trận gió thổi qua cuốn theo mọi dấu tích chỉ còn lại trăng sáng như gương lặng lẽ rát bạc khắp nhân gian trưa hôm sau tiểu yêu và cảnh về đến thành hiên viên bạch đế không ở núi hiên viên tiểu yêu định đến thẳng tiệm rèn tìm ngài nhưng cảnh giữ nàng lại và bảo chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm tắm gội sạch sẽ nghỉ ngơi thoải mái ngày mai hãy đi gặp bạch đế bệ hạ tiểu yêu hỏi vì sao cảnh tỏ ra ngượng ngùng khẽ đáp ăn mặc chỉnh tề đi gặp bố vợ thì tốt hơn tiểu yêu cố nhịn cười gật đầu tán thành cũng phải chúng ta đã đi cả chặng đường dài vất vả hình ảnh công tử thanh khâu đẹp trai của chàng giảm sút đi khá nhiều cảnh kéo tiểu yêu vào nhà trọ hai người nghỉ ngơi một đêm hôm sau ăn mặc tề chỉnh mới đến tiệm rèn trong ngõ cầu vĩ sáng tinh mơ mà phố xá đã đông đúc nhộn nhịp nhưng bước chân vào ngõ nhỏ cầu vĩ thì thấy nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài rất mực yên tĩnh thanh tịnh cảnh gõ cửa tiếng miêu phủ vọng ra ai đó sao đến sớm vậy lúc nữa hãy quay lại tiểu yêu xịt một tiếng ra hiệu cho cảnh im lặng họ tiếp tục đập cửa thật mạnh cứ ngỡ miêu phủ sẽ tức giận xông ra và bị họ dọa cho một trận khiếp vía nhưng bỗng có ai đó từ mái nhà thình lình nhảy xuống lao vào tiểu yêu cảnh và tiểu yêu cùng giật mình sợ hãi nhanh như chớp cảnh một tay kéo tiểu yêu vào lòng tay kia tấn công kẻ lạ buộc hắn lùi lại phía sau tiểu yêu vội ngăn cảnh và gọi tay trái dừng tay gã đó đột nhiên dừng lại cảnh thu linh lực về tiểu yêu chưa kịp giới thiệu hai người với nhau thì miêu phủ từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tiểu yêu gào khóc tiểu yêu vỗ về đừng khóc đừng khóc một lúc sau miêu phủ mới bình tâm trở lại vừa ngẩng đầu lên và trông thấy cảnh nàng ta sợ hãi hét lên chạy về phía tai trái không quên kéo tiểu yêu chạy theo vì linh lực thấp kém tiểu yêu đành mặc cho miêu phủ kéo mình đi Miêu phủ đẩy tiểu yêu ra sau lưng nàng và tay trái, rồi dựa người vào tay trái, mới đủ sức để nhìn cảnh, và run rẩy hỏi. Cậu, cậu, cậu là ai? Cảnh cười, đáp. Theo cô thì ta là ai? Cảnh công tử, cậu sống lại đấy ư? Tiểu yêu cốc miêu phủ một cái. Thế này mà đòi làm ám vệ sao? Không biết năm xưa làm thế nào mà em qua được vòng tuyển chọn tiểu yêu quay về bên cảnh nắm tay chàng giới thiệu với tai trái người này chính là cảnh tai trái nhìn cảnh từ đầu đến chân lạnh lùng nói huynh chưa chết rất tốt nói xong liền quay vào nhà tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc chuyện tiểu yêu le lưỡi với cảnh em không giới thiệu chắc chàng cũng đoán ra cậu ta là ai bốn người vào phòng khách Bạch đế ngồi ở vị trí chủ nhà. Trông thấy cảnh, ngài không mảy may ngạc nhiên. Cảnh và tiểu yêu quỳ xuống, lại ngài ba lại. Cảnh nói, thần đã trở về bình an. Thần xin lỗi vì khiến người lo lắng. Bạch đế gật đầu. Ta không sao, nhưng ngươi đã khiến tiểu yêu phải khổ sở. Cảnh bối rối. Thần hiểu. Ngươi hiểu được là tốt. Ngày sau hãy lo mà bù đắp cho nó." Cảnh đã hết bối rối, chàng nói, "Thần nhất định sẽ bù đắp cho nàng." "Đứng dậy cả đi." Cảnh và Tiểu Yêu ngồi xuống ghế. Tiểu Yêu thấy Bạch Đế từ nãy đến giờ không thèm nhìn mình thì cười đon đả, hỏi, "Phụ vương, cha dạy cho tay trái kỹ năng gì rồi?" Bạch Đế lạnh lùng đáp, "Các ngươi biết ta không thể rời khỏi Hiên Viên Sơn." nên kẻ nào kẻ nấy ngang nhiên dối gạt ta. Con nói đi, vì sao đột nhiên bảo bọn chúng đến chỗ ta? Lại còn căn dặn ta trong vòng 10 năm không cho chúng đi khỏi. Vì sao chuyên húc đột ngột bí mật đến quy khư? Còn nữa, vì sao chuyên húc bảo con không khỏe? Trong vòng một tháng mà nó đến Ngọc Sơn hai lần. Có điều gì bất thường ở đây? Tiểu yêu không biết phải nói sao. Không phải nàng không tin tưởng cha nàng, mà vì nàng không muốn cha biết chuyên húc đã gây ra chuyện gì đây là chuyện riêng của nàng và chuyên húc nên ngay cả với cha nàng nàng cũng không muốn nói cảnh hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của tiểu yêu chàng giải vây giúp nàng tiểu yêu nàng đi chuyện trò với tai trái và miêu phủ đi ta có chuyện muốn thưa riêng với bệ hạ vâng tiểu yêu như chút được gánh nặng nàng cùng tai trái và miêu phủ rời khỏi phòng đi xuống bếp Miêu phủ vừa chuẩn bị bữa sáng vừa kể cho Tiểu Yêu nghe về cuộc sống của nàng và tai trái những ngày vừa qua. Bữa sáng xong xuôi cũng là lúc Cảnh và Bạch Đế kết thúc cuộc chuyện. Bạch Đế không còn tỏ ra lạnh nhạt với Tiểu Yêu nữa. Tiểu Yêu kéo tay áo Cảnh, dùng khẩu hình hỏi chàng. "Chàng đã cho phụ vương biết sự thật ư?" Cảnh chỉ mỉm cười, không đáp, múc cho Tiểu Yêu một bát canh. Họ vừa xong bữa, tiệm rèn có khách, bạch đế phải ra ngoài cửa hàng đón tiếp. Tiểu yêu vội hỏi cảnh. Chàng đã nói với phụ vương sự thật. Tất nhiên là không. Nàng không muốn ngài biết thì sao ta dám nói. Tiểu yêu thở phào. Thế thì tốt. Nhưng nàng thấy băn khoăn ngay sau đó. Chàng không nói sự thật, và cha cũng không gạn hỏi ư. Ta nói với ngài, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra nay thần và tiểu yêu đều bình an trở về chúng ta không cần phải truy xét ngọn nguồn nữa điều quan trọng là những ngày sắp tới phải làm sao để chúng ta đều được bình an chỉ vậy thôi và phụ vương không hỏi thêm nữa tiểu yêu trước kia bệ hạ không phải là thợ rèn ta nghĩ có nhiều chuyện bệ hạ đã đoán ra được phần nào khi nãy ngài hỏi nàng không phải vì muốn biết sự thật mà chỉ vì ngài đau lòng đó thôi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng nàng không buồn nhờ ngài giúp đỡ. Em nhờ cha chăm lo cho tay trái và miêu phủ còn gì. Cảnh nhìn tiểu yêu chăm chăm, không nói. Tiểu yêu biết mình sai, nàng cúi đầu. Em biết phụ vương, liệt dương và a tệ đều rất thương em, nhưng đây là chuyện riêng của em và chuyên húc, em không muốn bất cứ ai can thiệp. Cảnh cúi đầu, hôn nhẹ lên chán tiểu yêu không ai trách nàng chỉ thấy thương nàng thôi tiểu yêu vòng tay ôm cảnh em biết hai người lặng lẽ trong vòng tay nhau một lúc sau tiểu yêu hỏi chàng chỉ nói một câu mà khiến phụ vương hết giận em nhưng hai người đã trò chuyện rất lâu kia mà hai người nói chuyện gì vậy cảnh cười đáp cứ tưởng nàng sẽ không hỏi nữa theo nàng thì chuyện gì có thể khiến bệ hạ và ta cùng quan tâm đến vậy em ư thông minh lắm tiểu yêu nhíu mày em có cảm giác chàng giấu giếm gì đó mau khai báo sự thật đi bệ hạ và ta đang bàn xem khi nào thì ta có thể gọi ngài là phụ vương tiểu yêu đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh nàng nghiêm túc hỏi hai người có đạt được kết quả gì không cảnh đưa ngón tay lên quyệt mũi tiểu yêu nghiêm túc đáp màu phấn má này tuy rất đẹp nhưng nếu phối với màu áo cưới thì chưa đủ đậm đâu tiểu yêu không nhịn nổi nữa bật cười khúc khích rồi vừa đưa tay lên che mặt vừa đấm cảnh nói mau chàng không chịu nói em bỏ đi liền ai thèm chứ cảnh nắm lấy nắm đấm của nàng nói ta không cha không mẹ không quyền không thế không nhà không cửa không có gì ngoài tấm thân này nàng cũng chỉ có vài người thân sau khi bàn bạc ta và bệ hạ đã quyết định bốn hôm nữa là ngày lành tháng tốt chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ trên chiêu vân phong nàng thấy sao nước mắt lưng tròng tiểu yêu gật đầu vâng bốn ngày sau trên núi hiên viên sáu ngôi mộ nằm giữa vạt đồi mọc đầy cỏ dại hoa thơm đua nở tiểu yêu men theo con đường núi quanh co, chậm chậm cất bước lên đồi. Nàng đứng giữa một vùng hoa dại rực rỡ sắc màu, ngước nhìn những ngôi mộ phía xa một lúc, rồi mới lấy hết can đảm bước lại gần. Tiểu yêu quỳ xuống trước mộ Lui tổ. Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Nàng vừa lau bia mộ, vừa nói. Bà ơi, cháu sắp lấy chồng rồi. Cháu cũng muốn đưa chàng đến thăm bà nhưng phụ vương cháu bảo trước ngày cử hành hôn lễ cháu và chàng không được gặp nhau ngày mai cháu sẽ đưa chàng tới thăm bà tiểu yêu lặng lẽ nhổ cỏ trên ngôi mộ bất giác nước mắt tôn trào từ nhỏ đến lớn mỗi lần đi viếng mộ nàng đều đi cùng chuyên húc có hắn ở bên nàng sẽ vơi bớt đau buồn đây là lần đầu nàng đi viếng mộ một mình bao kỷ niệm xưa cũ bỗng nhiên ùa về lúc bà ngoại hấp hối, mẹ và bác gái của nàng túc trực bên giường bà suốt đêm. Dì Chu Du sắp xếp để nàng và chuyên húc ngủ chung giường, cho dì tiện chăm sóc. Dù tiểu yêu cũng hiểu rằng bà ngoại sắp chết, nhưng vì chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt, nên nàng không có nhiều cảm xúc với cái chết. Chuyên húc thì khác, huynh ấy đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự vẫn. Vừa chào đời huynh ấy đã được bà đón về nuôi nên tình cảm huynh ấy dành cho bà rất sâu sắc. Huynh ấy sợ hãi và buồn bã hơn tiểu yêu rất nhiều. Đêm đêm, huynh ấy thường giật mình tỉnh giấc, vì sợ bà sẽ bỏ ra đi lúc huynh ấy ngủ say. Mỗi lần bừng tỉnh sau cơn mê, huynh ấy không sao ngủ tiếp được nữa. Có lúc chỉ là vô tình, nhưng cũng có lúc tiểu yêu bị huynh ấy cố ý đánh thức. Đã thành thói quen, mỗi lần bị đánh thức, tiểu yêu lại ôm chặt chuyên húc vỗ nhẹ vào lưng huynh ấy dỗ dành huynh ấy như cách mà mẹ thường dỗ dành nàng mặc dù buồn ngủ díu cả mắt nàng vẫn ngâm nga những câu ca dao quen thuộc đêm đó chuyên húc lại giật mình tỉnh giấc mặc xong y phục huynh ấy lay nàng dậy bà sắp chết rồi huynh ấy cầm sẵn áo khoác cho tiểu yêu nhưng tiểu yêu buồn ngủ quá cứ rúc vào chăn ấm huynh gặp ác mộng phải không để muội hát cho huynh nghe. Chuyên Húc bảo, "Tiểu Yêu, ngoan nào, đừng ngủ nữa. Muội phải ăn mặc chỉnh tề đi gặp bà lần cuối, đừng để bà lo lắng." Sau này, Chuyên Húc vừa nói vừa khóc. Tiểu Yêu vội vàng bật dậy, vừa mặc áo vừa nói, "Đừng khóc, muội dậy rồi đây." Tiểu Yêu chọc Chuyên Húc. "Huynh mau nước mắt thật đấy, nhìn muội này, muội có bao giờ khóc đâu?" chuyên húc xấu hổ quay mặt đi tiểu yêu vội chữa chỉ có trời biết đất biết huynh biết muội biết muội thề không nói với ai tiểu yêu vừa mặc xong quần áo thì di chu du chạy vào di định vào đánh thức hai đứa không ngờ hai đứa đã nắm tay nhau chờ sẵn ở cửa di không suy nghĩ nhiều dắt hai đứa ra ngoài chúng ta đi gặp hoàng hậu nương nương nào các cháu hãy nhớ lát nữa nương nương nói gì các cháu đều phải lắng nghe và ghi nhớ. Vào phòng bà, mẹ và bác gái mỗi người ấm một đứa đặt hai bên giường. Bà ngoại đặt tay tiểu yêu vào tay chuyên húc. Các cháu là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng quá ư bất hạnh. Dù người đời đối xử với các cháu ra sao, các cháu không được quên, các cháu là người thân thiết nhất của nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, các cháu cũng không được bỏ rơi nhau, phải biết quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Trong cuộc đời, chỉ cần có một người là chỗ dựa, là người mà ta có thể tin cậy, thì khó khăn thử thách nào, ta cũng vượt qua được. Bà ngoại vừa dứt lời, cơn ho dữ dội ập đến, bàn tay gầy guộc của bà siết chặt tay chuyên húc và tiểu yêu. Tiểu yêu thầm nghĩ, chết tức là sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại. Nếu vậy từ nay về sau, bà ngoại sẽ không kể chuyện cho nàng nghe nữa, cũng không bênh nàng khi nàng bị chuyên húc bắt nạt nữa. Nghĩ vậy, nước mắt nàng chảy xuống như mưa. Nàng gọi. Bà ơi, bà đừng chết, cháu không muốn bà chết. Chuyên húc không hề khóc, huynh ấy trầm tĩnh như người lớn. Huynh ấy nói với bà. Cháu xin ghi nhớ lời bà dạy. Bà ngoại nhìn tiểu yêu chăm chú, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nàng không hiểu những lời bà vừa nói có ý nghĩa gì. Nàng chỉ biết khóc bà ơi cháu không muốn bà chết không muốn bà chết bà ngoại định nói gì đó nhưng cơn ho dữ dội lại ập đến khiến bà không thể nói những câu hoàn chỉnh chuyên hút cuống quýt bẹo tai tiểu yêu tiểu yêu đau quá đưa tay lên giữ tai và im bặt không khóc nữa chuyên húc nhìn nàng giành giọt bảo bà bảo rằng chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng bất hạnh dù người đời đối xử với chúng ta ra sao chúng ta không được quên mình là người thân thiết nhất của nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ rơi nhau phải biết quan tâm săn sóc lẫn nhau muội nhớ chưa tiểu yêu rơm rớm nước mắt nhưng không dám gào khóc nữa nàng ngoan ngoãn gật đầu chuyên húc nói muội nhắc lại cho bà nghe đi tiểu yêu nhắc lại lời chuyên húc vừa nói bà ngoại nắm tay họ Nhìn họ chân chân, dường như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng sau rốt bà chỉ nói với Chuyên Húc. Chuyên Húc, không được để kẻ khác bắt nạt em cháu. Cháu phải bảo vệ tiểu yêu. Chuyên Húc trịnh trọng thưa. Cháu nhớ rồi thưa bà, cháu sẽ bảo vệ em cháu. Tiểu yêu hậm hực, Chuyên Húc đánh không lại nàng, lẽ ra phải là nàng bảo vệ huynh ấy, không cho ai bắt nạt huynh ấy mới phải. Bà ngoại sai gì Chu Du đưa họ ra ngoài để bà nói chuyện riêng với mẹ và bác. Đứng ngoài cửa chờ một lúc, Tiểu Yêu và Chuyên Húc bỗng nghe thấy tiếng khóc của bác gái từ trong phòng vọng ra. Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu chạy vào, bất chấp sự cản giữ của dì Chu Du. Tiểu Yêu thấy bà đã khép mắt, yên giấc. Chuyên Húc quỳ sụp xuống, nhưng huynh ấy không rơi một giọt nước mắt nào, mà kiên cường mím chặt môi tiểu yêu gọi bà mãi nhưng không thấy bà đáp lại thế là nàng òa khóc nức nở cánh tay ai đó chìa ra giúp tiểu yêu dọn dẹp nốt đám cỏ dại còn lại tiểu yêu ngẩng lên trong làn nước mắt nhạt nhòa nàng trông thấy chuyên húc hắn tỏ ra rất mực điềm tĩnh bờ môi mím chặt hệt như hồi nhỏ bất giác bao nhiêu nỗi niềm trào dâng trong lòng tiểu yêu gục đầu vào bia mộ bà ngoại òa khóc nức nở chuyên húc cúi đầu nhổ cỏ xong xuôi hắn đến bên tiểu yêu véo tai nàng thôi thôi đừng khóc nữa muội cứ khóc mãi như thế bà nội lại tưởng ta ép muội lấy chồng đấy tiểu yêu bịt tai ngẩn ngơ nhìn chuyên húc chuyên húc quay mặt đi tới trước mộ bác cả quỳ xuống lạy ba lạy rồi quay sang lại gì chu du ba lạy sau đó hắn tiếp tục miệt mài nhổ cỏ tiểu yêu gạt nước mắt nàng bước tới quỳ xuống vái lạy rồi quay ra lau bia mộ ai lo việc của người ấy không ai nói với ai câu nào tiểu yêu thi thoảng nhìn trộm trên húc nhưng hắn không buồn nhớn mày dọn xong cỏ và lau sạch bia mộ của bác cả bác gái chuyên húc quay sang lau dọn mộ của bác hai tiểu yêu đi theo hắn nàng quỳ lại bác hai rồi tiếp tục công việc lau bia mộ xong xuôi nàng ngồi xếp bằng trên đất chuyên húc vẫn khom lưng, miệt mài dọn cỏ. Tiểu yêu cắn môi, quyết định lên tiếng. Đêm đó, sao huynh biết bà sắp ra đi? Từ sau buổi tối hôm ấy, họ trải qua bao sóng gió, bao đau thương, bao ly biệt, nên tiểu yêu đã quên không hỏi hắn. Chuyên húc đáp. Ta cũng không rõ, lúc ấy ta giật mình thức giấc, cảm thấy buồn chồn, hoang mang, sợ hãi, có gì đó không ổn chút nào lần đầu có cảm giác đó thì sáng sớm hôm sau ta nhận được tin cha ta chết trận lần thứ hai ta có cảm giác đó thì không bao lâu sau mẹ ta tự vẫn ra là vậy dọn sạch mộ bác hai xong chuyên húc đến trước mộ cha mẹ quỳ xuống tiểu yêu ra bờ suối múc nước lúc quay lại vẫn thấy chuyên húc quỳ trước mộ tiểu yêu quỳ xuống lạy ba lạy thưa bác cháu và chuyên húc đến thăm hai bác đây nói xong nàng vắt kiệt nước trong miếng rẻ bắt đầu lau bia mộ chuyên húc bảo để ta tiểu yêu đưa rẻ lau cho chuyên húc còn nàng ngồi nhìn nghe nói lúc mẹ chuyên húc tự vẫn máu của bác vương khắp mộ vì thế xung quanh ngôi mộ hợp táng của hai bác tịnh không có một bóng cỏ nào chỉ có những bông hoa màu đỏ rực rỡ tươi thắm chuyên húc lau bia mộ xong lại ba lạy, và nói mẹ con không giận mẹ nữa mẹ từng nói nếu ngày nào đó con gặp được người con gái khiến con muốn tặng hoa nhược mộc cho cô ấy thì con sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ con đã gặp được cô ấy mẹ ạ à. mẹ còn nói phải đưa cô ấy đến để cha mẹ xem mặt hôm nay con đã đưa cô ấy đến đây con nghĩ cha mẹ nhất định sẽ yêu mến cô ấy chuyên húc quay lại gọi tiểu yêu đến đây tiểu yêu sững sờ hồ nghi huynh định làm gì chuyên húc xòe bàn tay trên tay hắn là một bông hoa đỏ thắm nhụy hoa dài đài hoa xếp nếp xinh đẹp đó là một bông hoa rực rỡ kiểu diễm như thể vừa mới được ngắt xuống hoa nhược mộc là hoa của cây nhược mộc cây thần của tộc nhược thủy từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng hoặc phu nhân tộc trưởng tộc Nhược Thủy mới được cài loài hoa này. Tiểu Yêu vẫn nhớ, mẹ chuyên húc cũng luôn cài một bông hoa như thế trên tóc, mãi cho đến ngày bác ấy tự vẫn, bác ấy mới trao nó lại cho chuyên húc. Chuyên húc nói: "Tiểu Yêu, muội lại đây, để cha mẹ ta nhìn muội cho rõ." Tiểu Yêu không dám, nàng lùi lại phía sau. Chuyên húc lạnh lùng bảo: nếu muội muốn hôn lễ bị hủy bỏ thì cứ đi đi tiểu yêu tức giận vo tròn nắm tay nàng lết đến bên chuyên húc trừng mắt lườm hắn chuyên húc ngắm nàng một lát rồi cài hoa nhược mộc lên tóc nàng mỉm cười gật đầu đẹp lắm mẹ ơi mẹ thấy thế nào tiểu yêu chưa kịp mở miệng thì đã bị chuyên húc ấn đầu xuống vái lại đi họ là hai bác của nàng Nàng dập đầu lại họ không có gì không ổn, nhưng cùng chuyên húc làm việc đó, khiến nàng có cảm giác họ đang thực hiện nghi thức vái lạy trong lễ thành hôn. Tiểu Yêu hỏi, "Chuyên Húc, rốt cuộc huynh muốn gì?" Chuyên Húc chẳng buồn để ý đến nàng, hắn đứng lên, bước tới ngôi mộ của cô hành, bắt đầu công việc dọn dẹp. Tiểu Yêu muốn gỡ hoa nhược mộc xuống, nhưng đây là di vật của bác nàng. Nàng không dám, cũng không nỡ nàng xông đến chỗ chuyên húc, vì đây là mộ của mẹ nàng, nên nàng cảm thấy rất tự tin. Nàng quát lớn. Chuyên húc, đừng giả đò câm điếc. Rốt cuộc huynh muốn gì? Hôm nay, trước mặt mẹ muội, mẹ huynh, bà ngoại và các bác, chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện đi. Chuyên húc lạnh lùng liếc nhìn nàng. Chờ ta dọn sạch mộ cô hành đã. Cơn giận của tiểu yêu lập tức xẹp xuống nàng ngoan ngoãn ngồi nhìn chuyên húc làm việc, lòng bồn chồn không yên. Dọn xong cỏ, lau xong bia mộ, chuyên húc đào một cái hốc lớn bên mộ A Hành, chôn một thanh đao xuống mộ. Tiểu yêu tò mò hỏi. Huynh chôn thứ gì vậy? Thanh đao cha muội thường dùng, được gọi là si vưu đao. Những kẻ căm ghét cha muội từng chém giết lẫn nhau vì muốn tranh giành thanh đao này. Ta sai người đem đến đây, chôn cạnh mộ mẹ muội từ nay chỉ cần tới đây là muội có thể thăm viếng cả cha lẫn mẹ tiểu yêu xúc động nhưng không biết phải nói gì chuyên húc dùng linh lực chỉnh trang lại ngôi mộ sau đó hắn vẫy tay gọi tiểu yêu tiểu yêu quỳ trước mộ chuyên húc cũng quỳ xuống hắn nói thưa cô chú hôm nay tiểu yêu sẽ kết hôn với đồ sơn cảnh hai người yên tâm cậu ta rất khá sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo Tiểu Yêu không tin vào tai mình. Chuyên Húc nói: "Sao không vái lại cha mẹ muội?" Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng nhau lại ba lại. Tiểu Yêu đứng lên, nàng phải về thay y phục. Nàng chạm tay vào hoa nhược mộc, định gỡ xuống. Chuyên Húc nói: "Bông hoa này đã thuộc về muội, hãy giữ gìn cẩn thận. Nó không chỉ là thần khí, mà còn là tín vật của họ Nhược Thủy." Giữ nó muội có thể điều động binh lực của tộc nhược thủy bất cứ lúc nào. Tiểu yêu mềm lòng, nàng nói. Huynh, huynh, rốt cuộc đến để uống rượu mừng, chúc phúc cho muội, hay là? Hay là? Huynh biết rõ bác gái muốn huynh trao bông hoa này cho người sẽ là vợ huynh kia mà. Chuyên húc hỏi. Muội có muốn lễ cưới hôm nay được diễn ra thuận lợi không? Tiểu yêu thẳng thắn đáp. Muốn chỉ cần muội hứa với ta một chuyện thì từ nay về sau ta sẽ chỉ là anh trai của muội tiểu yêu lập tức nhận lời muội đồng ý vừa dứt lời nàng lập tức cốc vào đầu mình và vội chữa nhưng huynh phải nói xem đó là chuyện gì đã hãy cài bông hoa này suốt đời đơn giản vậy thôi sao tiểu yêu chạm tay vào bông hoa nhược mộc trên tóc ngẫm ngợi một lát đáp được, muội hứa. Lúc cử hành hôn lễ cũng không được gỡ xuống. Tiểu yếu trao mày. Huynh đừng quá đáng. Ta là vua một nước. Ta nhân nhượng nhiều rồi đó. Ngữ khí lạnh lùng, mặt hắn không chút biểu cảm. Tiểu yêu dậm chân bình bịch. Cai thì cai. muội sẽ coi như đó là món quà của bác gái tặng muội. Chuyên hút cười. Tùy muội miễn là muội luôn luôn cài nó trên tóc tiểu yêu ngẩng nhìn mặt trời giờ lành sắp đến rồi muội phải về chuẩn bị đây nói đoạn nàng chạy thục mạng quay về nhưng chưa được bao xa nàng lại chạy thục mạng trở lại đến trước mặt chuyên húc nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi từ nay về sau huynh vẫn là anh trai muội người anh mà bà ngoại dặn dò phải chăm sóc muội đúng không đúng Nói lời phải giữ lời đấy nhé. Chuyên Húc đưa mắt nhìn sáu ngôi mộ của người thân. Ta dám nuốt lời sao? Tiểu Yêu thè lưỡi, muốn cười, nhưng nước mắt nàng lăn dài trên má. Nàng chìa ngón út ra, Chuyên Húc ngoắc tay nàng. Hồi nhỏ, họ thường ngoắc tay nhau thề thốt khi cả hai giấm dúi nghịch ngợm, phá hoại thứ gì đó. Tiểu Yêu vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy. Nàng vừa chạy vừa gọi lớn: Chuyên Húc, đừng đến muộn. Chuyên Húc dõi theo Tiểu Yêu, mãi cho đến khi bóng nàng khuất dạng nơi sườn núi, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía sáu ngôi mộ nơi những người thân của hắn và Tiểu Yêu an nghỉ. Đến lúc này, Chuyên Húc đã hoàn toàn tin những lời phong long nói trước khi chết là sự thật. Cảnh Không Hổ là người nghĩ ra kế sách bỏ Hiên Viên Sơn, chiếm thần nông sơn. Cảnh biết rằng, khắp trong thiên hạ này nếu có một nơi mà tiểu yêu có thể cử hành đám cưới xôn sẻ với cậu ta thì đó chỉ có thể là hiên viên sơn. Ngọn núi này lưu giữ toàn bộ kỷ niệm vui vẻ của chuyên húc và tiểu yêu thuở nhỏ. Cũng chính tại ngọn núi này, khi vẫn chỉ là một chú nhóc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyên húc đã mất cha, tận mắt chứng kiến mẹ tự vẫn, đau đớn vì bà nội qua đời, buồn bã tiễn cô ruột lên đường ra trận. Cũng chính tại nơi này, chú bé chuyên húc cô độc, Bơ vơ, bất lực đừng nhìn tiểu yêu bị đưa đi nơi khác. Hiên Viên Sơn rộng lớn là thế, vậy mà không có chỗ cho tiểu yêu. Hắn không trách ai, chỉ giận mình quá nhỏ bé, yếu đuối. Khi tin tức cô hành chết trận loan về, hắn đã quỳ trước mộ bà nội và cha mẹ suốt đêm. Hắn biết tiểu yêu chắc chắn rất đau lòng. Hắn ước gì có thể đón muội ấy về, để ngày đêm chăm lo cho muội ấy, giống như muội ấy từng chăm sóc hắn vậy nhưng hắn bỗng nhận ra ánh mắt hàn học như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của người chú rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao cô hắn bảo rằng hắn không thể chăm sóc tiểu yêu chính trong đêm đó hắn đã thề với lòng mình và thề với tất cả những người thân yêu đã chết của hắn rằng hắn quyết không để mất đi người thân cuối cùng của hắn hắn sẽ trở nên lớn mạnh lớn mạnh tới mức không kẻ nào có thể phương hại đến người thân duy nhất của hắn hắn sẽ đến Ngọc Sơn đón Tiểu Yêu và sẽ bảo vệ, chăm sóc muội ấy. Nhưng cuộc đời thật éo le, hắn quyết tâm lên đường để không đánh mất Tiểu Yêu, nhưng khi đã vượt qua muôn trùng gian khó, trải qua vô vàn hiểm nguy và đến được đích cuối cùng thì hắn lại để mất Tiểu Yêu. Chuyên húc khẽ nói với những người thân của hắn và Tiểu Yêu. Xin lỗi mọi người vì con không giữ được lời thề năm xưa con buộc lòng phải nhường cho người đàn ông khác chăm sóc tiểu yêu của chúng ta cậu ấy tên là đồ sơn cảnh tính tình hiền lành trông tuệ hơn người lại một lòng một dạ với tiểu yêu chắc chắn cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng xin mọi người đừng lo lắng gió nhẹ dì rào, bốn bề quạnh vắng một vùng hoa dại thắm nở nhưng chẳng xua nổi bầu không khí hoang vắng cô tịch nơi đây hàng nghìn năm đã trôi qua bao nhiêu âm mưu tranh ngôi đoạt vị bao nhiêu chiến tranh giết chóc người thân của hắn đều đã thành những bộ xương trắng nhưng dẫu vậy hắn và tiểu yêu đã sống sót không những thế họ còn rất khỏe mạnh và yên ổn chuyên húc quay bước dáng vẻ ung dung tự tại bước đi vững vàng hướng về con đường mòn ngập nắng miêu phủ giúp tiểu yêu chỉnh trang lại lễ phục cô dâu lần cuối đẹp quá rất đẹp. Tiểu yêu ngắm mình trong gương, mỉa mai. Lần thứ ba mặc áo cô dâu rồi đó. Miêu phủ cười, bảo. Lần này nhất định sẽ suôn sẻ. Tiểu yêu hỏi. Khách mời là những ai vậy? Miêu phủ lắc đầu. Bệ hạ và công tử rất kín tiếng. Em chỉ biết rằng số lượng quan khách không nhiều. Bởi vì nhà bếp chỉ chuẩn bị tiệc rượu cho khoảng 10 người. Tiểu yêu thở phào. Vậy thì tốt. Tiếc nhạc hỉ vang lên, thị nữ tới thúc giục cô dâu. Miêu phủ đội mũ phượng cho tiểu yêu, chuỗi ngọc rủ xuống, lấp lánh. Gương mặt tiểu yêu thoáng ẩn thoáng hiện. Miêu phủ diêu nàng, uyển chuyển cất bước. Gần bước vào đại điện, tiểu yêu có cảm giác ai đó đang đứng cạnh nàng, nhưng nàng không thể nghiêng đầu nhìn người đó. Đang căng thẳng, nàng bỗng thấy người đó khẽ nắm tay mình là cảnh tiểu yêu vững tâm hơn nàng mím môi cười hai người cùng sóng bước vào gian chính điện của chiêu vân điện nhìn qua chuỗi ngọc che mặt nàng thấy hoàng đế ngồi ở chính giữa bạch đế ngồi bên trái chuyên húc ngồi bên phải ngay bên dưới chuyên húc là vị trí của a niệm còn bên dưới bạch đế là chỗ ngồi của a tệ và liệt dương tiểu yêu thoáng sững sờ nàng chẳng màng đến lễ nghi vén chuỗi ngọc rủ trước mặt lên hỏi. Ông ngoại, sao ông lại ở đây? Hoàng đế vờ như không vui. Sao cháu hỏi thế? Không hoan nghênh ta à? Không, không phải, dĩ nhiên là không phải vậy. Cháu nghĩ, chuyên húc đến dự thì ông phải ở nhà. Cháu đang giàu dĩ vì tiếc đây. Hoàng đế cười, bảo. Ta và chuyên húc chia ra đi riêng. Chờ cháu hoàn thành xong các nghi thức, ta sẽ quay về ngay không sao đâu nhìn cảnh tượng cả ba vị vua cùng tập trung tại một nơi tiểu yêu cảm thấy thật kỳ lạ nhưng cũng thật hạnh phúc viên quan chủ trì nghi lễ bắt đầu sướng đọc cảnh và tiểu yêu bắt đầu thực hiện các nghi thức một lạy trời đất hai lạy cha mẹ tiểu yêu và cảnh quỳ xuống vái lạy hoàng đế và bạch đế giơ tay cho phép họ đứng lên ba vợ chồng lại nhau lúc này tiểu yêu mới nhìn rõ cảnh nhưng nàng xấu hổ không dám nhìn chàng hàng mi cụp xuống viên quan tuyên bố nghi thức kết thúc tiểu yêu cảm thấy choáng váng nàng và cảnh đã thành vợ chồng ư vậy tiếp theo họ phải làm gì quan thị giả và thị nữ bắt đầu bày tiệc rượu bạch đế nói lát nữa hoàng đế bệ hạ và chuyên húc sẽ ra về cả nên mọi mọi người cứ thoải mái, không cần câu nệ, khách sáo. Tiểu yêu và Cảnh cũng lại đây và ngồi xuống đi. Cảnh tháo mũ trùm đầu của cô dâu, nắm tay Tiểu yêu đến ngồi cạnh Bạch đế. Cảnh rót rượu, cùng Tiểu yêu kính rượu hoàng đế. Họ lần lượt mời rượu hoàng đế và Bạch đế. Cả hai vị đều vui vẻ uống cạn. Lúc mời rượu chuyên húc, Tiểu yêu có phần lo lắng, nhưng chuyên húc và Cảnh tỏ ra rất mực điềm tĩnh cảnh cung kính mời rượu chuyên húc chuyên húc nâng chén nói với cảnh ta mượn kế sách của cậu cậu đoạt thứ quý giá nhất của ta chúng ta không ai nợ ai chuyên húc cạn chén cảnh cúi đầu thi lễ tạ ơn bệ hạ đến lượt tiểu yêu mời rượu chuyên húc nàng có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu tiểu yêu ngửa cổ uống cạn ly rượu tỏ lòng kính trọng Chuyên Húc cũng cạn chén, chúc phúc Tiểu Yêu và Cảnh. Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tiểu Yêu ngẩn ngơ nhìn Chuyên Húc, nàng có thể cảm nhận tấm lòng chân thành trong lời chúc phúc của Chuyên Húc. Chuyên Húc ôn tồn. Muội phải bình an thì thiên hạ của ta mới có ý nghĩa. Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt, nàng nghẹn ngào. Huynh, huynh cũng phải bình an tiểu yêu nắm tay cảnh tới trước mặt liệt dương và tệ quân cảnh thi lễ tệ quân lập tức đứng lên né tránh nhưng tiểu yêu giữ tệ quân lại cảnh nói tôi cúi chào hai huynh với tư cách là chồng của tiểu yêu tệ quân đành đứng đó nhận lễ của cảnh trong khi liệt dương vẫn ngang tàng ngồi đó cao ngạo tiếp nhận nghi thức kính rượu của cảnh và tiểu yêu sau khi cạn chén tệ quân nói với tiểu yêu cha mẹ muội chắc chắn sẽ rất vui mừng tiểu yêu và cảnh đến chỗ an niệm an niệm vội đứng lên tiểu yêu cười bảo tuy muội là hoàng hậu nhưng hôm nay là tiệc gia đình muội là em út muội phải mời rượu ta và cảnh an niệm mỉm cười liếc nhìn cảnh rồi nói với tiểu yêu chị gái anh rể hôm nay muội không thể bỏ qua rượu mời của hai người Tiểu yêu rót rượu. Cảnh mời A Niệm, A Niệm vui vẻ uống cạn rồi nói: "Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long." A Niệm rót một ly rượu mời Tiểu yêu. "Năm xưa, chị đánh muội một trận, bày ra hai con đường để muội chọn lựa. Nhưng không ngờ, sau rốt, cả hai ta đều chọn đi con đường thứ ba. Chị là người chị tốt bụng, lúc nào cũng bảo vệ, chăm lo cho muội." nhưng muội cũng có thể không hổ thẹn mà khoe rằng muội cũng là một cô em gái tuyệt vời tiểu yêu tươi cười không nghĩ ngợi nhiều đón lấy ly rượu của a niệm uống cản tiểu yêu và cảnh mời rượu xong cũng là lúc hoàng đế và chuyên húc chuẩn bị ra về mọi người cùng đứng lên tiễn họ ra cửa tiểu yêu đột nhiên gọi chuyên húc muội nói riêng mấy câu với huynh được không mọi người đi trước chuyên húc và tiểu yêu đi chậm lại phía sau. Tiểu yêu nói. muội nghe nói, dưới sức tấn công như vũ bão của nhục thu, quân đội cộng công sắp tan rã đến nơi. Ta dốc toàn lực của đế quốc hiên viên chỉ để tấn công một vùng đất nhỏ bé, thì thắng lợi là tất yếu, vấn đề chỉ ở chỗ, phải trả giá lớn đến đâu mà thôi. Ta những muốn giảm thiểu hy sinh, mất mát, nhưng cái chết của Phong Long khiến ta buộc phải tiêu diệt cộng công bằng bất cứ giá nào huynh huynh có thể tha cho tương liễu không chuyên húc rất bất ngờ liền hỏi y giết phong long lẽ nào muội không muốn trả thù cho phong long giết y phong long cũng đâu thể sống lại chuyên húc trầm ngâm nhìn tiểu yêu tiểu yêu nói muội biết sẽ khiến huynh khó xử nhưng muội chưa khi nào cầu xin huynh điều gì đây là lần đầu và cũng là lần cuối muội cầu xin huynh tương liễu chính là phòng phong bội đúng không chuyên húc hỏi tiểu yêu nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn rất chắc chắn điều mình vừa nói tiểu yêu cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nàng lặng lặng gật đầu thì ra là vậy chả trách ta luôn cảm thấy có thấy một số chuyện rất kỳ lạ giờ thì ta đã hiểu cả không lẽ muội và y vẫn còn qua lại muội và y đã cắt đứt quan hệ đời này kiếp này muội sẽ không gặp lại y và chắc chắn y cũng không muốn gặp lại muội nữa nhưng dù y đối xử với muội ra sao muội muội vẫn mong y được sống chuyên húc khẽ thở dài vì tương liễu giết phong long nên ta buộc phải trả thù cho họ xích thủy và họ thần nông cũng là để xoa dịu các dòng họ ở trung nguyên nhưng chỉ cần tương liễu chịu đầu hàng ta sẽ cho y một cơ hội biến mất biến mất tức là không chết chuyên húc đã chấp thuận lời cầu xin của tiểu yêu nàng cười thật tươi cảm ơn huynh đừng cảm ơn vội ông nội và ta đã nhiều lần chiêu hàng tương liễu thậm chí ta còn cho phép y tùy ý đưa ra điều kiện nhưng y kiên quyết không chịu phản bội cộng công thực ra từ trước đến nay không phải ta không buông tha cho y mà là y không buông tha cho ta nếu y nhất quyết muốn một trận sống chết ta cũng không thể để nhục thu và các tướng lĩnh khác vì nhân nhượng y mà mạo hiểm tính mạng mạng sống của họ cũng quý giá không thua kém mạng sống của y tiểu yêu cắn môi khẽ nói muội hiểu chuyên húc vỗ vai nàng động viên y có sự chọn lựa của y muội cũng đã làm tất cả những gì có thể dù kết cục có thế nào muội cũng nên quên hết mọi chuyện đi tiểu yêu gật đầu chuyên húc lên xe mây tiểu yêu căn dặn huynh hãy giữ gìn sức khỏe chuyên húc lặng nhìn bông hoa nhược mộc trên tóc tiểu yêu bình thản đáp ta hứa không phải chỉ vì bản thân hắn mà còn vì tiểu yêu chuyên húc mỉm cười với cảnh ta giao tiểu yêu cho cậu đó cảnh cúi người thi lễ xin bệ hạ yên tâm chuyên húc đóng cửa thúc giục phu xe đi thôi xe mây vút lên không trung tiểu yêu dõi mắt nhìn theo hai đường xe mây của hoàng đế và chuyên húc thị vệ của họ đưa họ đi theo hai hướng khác nhau đế vương là như vậy mặc dù họ là những người thân thích mặc dù họ tin tưởng lẫn nhau nhưng vẫn ai đi đường nấy giống như loài chim én có thể bay theo đàn đông đúc nhưng chim ưng bao giờ cũng bay một mình tiểu yêu khẽ thở dài từ nay về sau thần nông sơn sẽ cách xa cuộc sống của nàng. Nàng không còn là cô cháu gái được hoàng đế thương yêu bao bọc, cũng không còn là cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh chuyên hút nữa. Tiểu yêu đưa mắt nhìn cảnh, khẽ ngả đầu vào vai chàng. Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là vợ chàng. Chương 18, thả lòng mặc ý ở đi, 1. 1. Tác giả dẫn ý trong bài phú quy khứ lai từ, lời từ biệt khi về, của tác giả Đào Uyên Minh, đời tấn ở Trung Quốc. Bản dịch của Trần Trọng San. Thôi hết rồi. Gửi hình trong vũ trụ được bao lâu, sao không thả lòng mặc ý ở đi? Sớm tinh mơ, cảnh ngồi bên giường, gọi tiểu yêu. Tiểu yêu ơi, tiểu yêu. Nàng lật mình, giọng ngái ngủ. Cho thiếp ngủ thêm một lúc nữa. Cảnh nói. Tối hôm qua nàng hứa hôm nay sẽ đưa Liệt Dương và A Tệ đi viếng mộ cha mẹ nàng. Tiểu yêu dụi mắt, tỉnh ngủ. Tối hôm qua, sau khi tiễn hoàng đế và chuyên húc ra về, họ quay lại đại điện, tiếp tục uống rượu. Mấy trăm năm sau, A Tệ và Liệt Dương trở lại trốn cũ chiêu vân điện, tham dự hôn lễ của con gái A Hành, gặp lại bạch đế. Nhiều người bạn cũ nay đã xa khuất, nỗi niềm dâng trào trong tim, họ uống rượu như uống nước tiểu yêu đã uống với họ rất nhiều, nên mặc dù tử lượng của nàng rất khá, nàng vẫn say mềm. Hình như khi nhắc tới mẹ, nàng còn ôm đầu khóc lóc thảm thiết với liệt dương. Sau đó, hình như cảnh bế nàng về phòng. Tiểu yêu ngồi bật dậy. Chúng ta thành hôn rồi ư? Cảnh khẽ chạm vào chán nàng. Ta chưa từng nghe nói người say rượu sẽ mất trí nhớ. Tiểu yêu ấp úng. Tối hôm qua, thiếp, chàng, chúng ta. Cảnh mỉm cười. Nàng say khướt nên ta để nàng ngủ. Chúng ta còn nhiều thời gian, ta không vội. Sao thế, nàng sốt ruột à? Tiểu yêu trừng mắt lườm cảnh, xấu hổ bỏ đi rửa mặt xúc miệng và thay y phục. Ăn mặc chỉnh tề đâu ra đấy, tiểu yêu cùng cảnh đi tìm liệt dương và a tể. Ăn sáng xong, cả bốn người cùng đi viếng mộ. Tuy biết rằng người thân của tiểu yêu đều được chôn cất tại đây, nhưng khi nhìn thấy sáu ngôi mộ nằm cạnh nhau, cảnh không khỏi chấn động. Liệt Dương và A Tệ lần lượt tế bái từng ngôi mộ. Tiểu yêu giới thiệu cảnh với bà ngoại và các bác. Tiểu yêu nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cảnh, Liệt Dương và A Tệ thì cười, bảo. Mọi người đừng như vậy. Hôm nay là ngày vui của mỗi kia mà, phải cười nhiều vào chứ. Bà ngoại, mẹ và các bác đều muốn được thấy chúng ta vui cười liệt dương gật đầu than thở với a tệ con gái của a hành trưởng thành nhiều rồi tiểu yêu bĩu môi nói nghe như thể huynh hiểu sự đời lắm đấy câu này nên để a tệ nhận xét mới phải a tệ vội bảo hai người cãi nhau thì cứ việc nhưng đừng lôi ta vào ta không giúp ai đâu tiểu yêu kéo tay cảnh dương dương tự đắc ai thèm muội có người giúp rồi liệt dương nhìn tiểu yêu và cảnh tươi cười hài lòng tiểu yêu tựa vào người cảnh cười thật tươi tiếng cười của họ vang vọng trong không gian giữa núi rừng bao la hoa dại mọc quanh những nấm mộ rung rinh trong gió dường như cũng đang nhảy múa theo tiếng cười của họ liệt dương và a tệ ở lại thêm vài ngày rồi ra về sau khi tiễn họ Tiểu Yêu và Cảnh quyết định đến thành hiên viên thăm phụ vương nàng và A Niệm. Không có việc gì ở ngũ thần Sơn, nên A Niệm dự định sẽ ở chơi với phụ vương nàng thêm một thời gian. Mấy hôm nay, ngày nào nàng cũng đến tiệm rèn với Bạch Đế, giúp ngài những việc lặt vặt, nàng còn theo đám thị nữ học nấu ăn. Tiểu Yêu và Cảnh đến tiệm rèn thì nghe miêu phủ thông báo Bạch Đế đưa A Niệm đi uống rượu ở quán rượu cũ kỹ, ngàn năm tuổi nào đó. Tiểu Yêu phỉ cười, nói với Cảnh: Có lẽ phụ vương muốn kể cho An Niệm nghe những chuyện cha từng trải qua. Chúng ta không nên làm phiền họ. Hai người lang thang trên phố, Tiểu Yêu đưa Cảnh đến một tiệm ăn, chọn vài món ngon đặc trưng của hiên viên. Họ đang ăn uống ngon lành thì bảy, tám binh lính bước vào quán. Người đi đầu vui vẻ gọi chủ quán: "Này chủ tiệm, hãy chuẩn bị những món ngon nhất cho chúng tôi." hôm nay ta đãi khách, ai cũng có phần hết. Này hầu bàn, rót cho mỗi người một ly rượu, mừng quân đội hiên viên chiến thắng. Những người có mặt trong tiệm đều hào hứng, nhao nhao hỏi thăm, thì ra đại tướng quân nhục thu đã thắng trận. Khách khứa các bàn vui vẻ nói. Tướng quân nhục thu vẫn giành chiến thắng liên tiếp đó thôi. Viên quan nọ lên tiếng. Trận này là trận đánh đặc biệt. Cửu mệnh tương liễu đã chết mấy người làm nghề buôn bán các vị không biết tên tương liễu ấy hung hăng đáng sợ thế nào đâu như bị một mũi dao đâm xuyên qua tim tiểu yêu cảm thấy đôi tai mình như vỡ tung ngực nàng đau bút dữ dội ly rượu trong tay rớt xuống cảnh lo lắng gọi tiểu yêu tiểu yêu lẩm nhẩm không thể nào không thể nào y không thể nào chết như vậy vì sao em không hề có cảm giác gì em không hề có cảm giác gì nhưng nàng bỗng nhớ ra vương mẫu đã giải sâu độc cho nàng vì vậy nàng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì hai mắt nàng bỗng tối sầm nàng đổ vật xuống bàn cảnh vội đỡ nàng chúng ta về hiên viên sơn trước đã sau đó sai miêu phủ mang theo lệnh bài của phụ vương đi dò la tin tức xem sao tiểu yêu mơ hồ bước đi trong lòng nàng trên miệng nàng không ngừng lặp đi lặp lại ba tiếng không thể nào. Nàng không biết mình về tới Chiêu Vân Phong bằng cách nào. Cảnh dặn dò Miêu phủ rồi nói với nàng gì đó, nhưng nàng không nhớ nổi. Miêu phủ vội vã lên đường. Nàng có cảm giác cô ấy đi rất nhanh, nhưng cũng có cảm giác rất lâu sau Miêu phủ mới trở về. Tiểu Yêu lập tức hỏi, có phải tin tức là giả không? Miêu phủ đáp, đại tướng quân ứng long bảo rằng tương liễu đã chết. Tiểu yêu gào lên. Không thể nào, ta không tin. Miêu phủ hoàng sợ, không dám nói tiếp. Cảnh bưng lên một bát rượu lớn, nài tiểu yêu uống. Rồi chàng dịu dàng hỏi. Nàng muốn nghe tiếp không? Nếu không, ta sẽ uống rượu cùng nàng. Tiểu yêu bóp chán, bảo miêu phủ. Em nói tiếp đi sau khi tộc trưởng tộc xích thủy qua đời, bệ hạ ra lệnh bằng mọi giá phải tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân của Cộng Công. Đại tướng quân Nhục Thu chỉ huy 20 vạn đại quân bao vây quân đội Cộng Công. Dưới sức tấn công như vũ bão của quân đội hiên viên, nghĩa quân Cộng Công liên tiếp thua trận, rút vào rừng sâu, không dám tiếp tục đánh giáp lá cả. Đại tướng quân Nhục Thu thực hiện kế sách vườn không nhà trống, phóng hỏa đốt rừng, ép Cộng Công ra khỏi rừng. Bốn bề trên bộ đều có quân đội của hiên viên bao vây chốt chặn. Ngoài quân đội của đại tướng quân Nhục Thu, còn có 20 vạn đại quân của tướng quân Ly Oán sẵn sàng tiếp ứng, vì thế Cộng công buộc phải dẫn quân bỏ chạy bằng đường biển. Đại tướng quân Nhục Thu sớm dự liệu được con đường rút chạy duy nhất của Cộng công, nên đã cử tướng quân Ngô Cương chỉ huy đội thủy quân tinh thông thủy chiến đợi sẵn để tiêu diệt Cộng công. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng đã bị Tương Liễu phá vỡ. Y dẫn theo một đội quân cảm tử, đẩy lui quân đội của tướng quân Ngu Cương, mở một đường máu cho Cộng Công chạy thoát. Nhưng đại tướng quân Nhục Thu, tướng quân Ngu Cương kiên quyết truy kích Cộng Công đến cùng. Họ đuổi theo Cộng Công suốt mấy ngày đêm, cuối cùng đuổi đến một hoang đảo ngoài biển. Đại tướng quân Nhục Thu dẫn quân bao vây toàn bộ hòn đảo, nghe nói đã sử dụng cả thần khí từ thời thượng cổ để bày trận pháp, dù Cộng Công có biến thành một con cá nhỏ cũng không thể thoát thân tướng quân ngu cương dẫn quân tấn công lên đảo giao chiến trực diện với cộng công giọng kể của miêu phủ nhỏ dần một nghìn người chống lại cả đại quân gồm mười vạn người nhưng không ai chịu đầu hàng tất cả đều tử trận ngu cương là cao thủ số một của thần tộc nhưng không thể thắng được cộng công mặc dù ông ta bị thương từ lâu sau đó đại tướng quân nhục thu ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị hàng vạn cung tên cộng công đã chết vì chúng tên sau khi chết ông ta hiện nguyên hình là yêu quái chín đầu lúc ấy đại tướng quân nhục thu mới biết mình đã mắc mưu tiểu yêu cúi gập người hai tay ôm mặt hai vai nàng run lên bần bật không sao kiểm soát nổi miêu phủ không dám kể tiếp cảnh vừa vỗ nhẹ vào vai tiểu yêu vừa nói em kể tiếp đi miêu phủ liếc tay trái tay trái lạnh lùng gật đầu Lúc ấy Miêu Phủ mới có đủ dũng khí để kể tiếp. Biết mình mắc mưu, nhưng đại tướng quân Nhục Thu không hề tức giận, trái lại, ngài vui mừng bảo, Tương Liễu chết tức là trận đánh khó khăn nhất đã kết thúc. Bởi vì Tương Liễu gây rất nhiều tổn thất cho quân đội của chúng ta. Nghe nói nhiều binh sĩ muốn chút giận lên thi thể của Tương Liễu, nhưng đại tướng quân Nhục Thu đã dùng roi trừng phạt những kẻ có ý đồ mạo phạm đến thi thể của y sau đó ngài hạ lệnh rút quân họ vừa rút khỏi hải đảo thì thi thể của tương liễu biến thành máu đen phun trào xối xả máu của y là loại kịch độc chảy đến đâu khiến cỏ cây tàn héo đến đấy đất đai cũng cháy đen như than cả hòn đảo không sinh vật nào có thể sống sót tất cả các binh sĩ đều kinh hãi ngay cả đại tướng quân nhục thu cũng không khỏi dùng mình nếu ngài không tỏ ra kính trọng đối thủ của mình mà cho phép đám lính mạo phạm đến thi thể của tương liễu thì e rằng bản thân ngài cũng chẳng thể thoát thân tiểu yêu nằm gục xuống giường lúc trước nàng không tin nhưng bây giờ nàng không thể không tin đây là sự thật vì những chuyện thế này chỉ tương liễu mới có thể làm được cảnh ra hiệu cho miêu phủ và tai trái ra ngoài cảnh ôm tiểu yêu vào lòng dịu dàng nói nếu nàng thấy đau lòng thì cứ khóc đi sắc mặt trắng bệch toàn thân không ngừng run rẩy nhưng tiểu yêu vẫn cố gắng lừa gạt bản thân nàng lẩm bẩm em không sao em đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước từ buổi đầu gặp y em đã biết sẽ có ngày như vậy em biết từ lâu rồi cảnh sách bình rượu chúng ta uống rượu nhé cảnh rót rượu cho tiểu yêu tiểu yêu uống cạn hết bát này đến bát khác sắc mặt nàng thoáng hồng hào trở lại trời tối dần Cảnh nói, nếu nàng chưa muốn nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Tiểu yêu loạn choạng bò lên giường, em ngủ được mà. Cảnh biết nàng đang dần vặt bản thân, muốn khuyên cũng không được, đành buông màn, nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu yêu thở đều đều, không nhúc nhích, như thể nàng sẽ chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Nửa đêm, nàng đột ngột mở mắt, nhìn chân chân lên đỉnh màn nàng lặng lẽ trở dậy, thấy cảnh vẫn đang yên giấc, nàng yên tâm hơn. Tiểu yêu khoác áo, rời khỏi phòng ngủ, ngồi dưới bậc thềm. Bên ngoài tường thành, một vành trăng sáng, lạnh lẽo, tịch mịch. Tiểu yêu chợt nhớ đến vầng trăng ở thị trấn Thanh Thủy. Lúc tương liễu chết, phải trăng vầng trăng trên cao cũng hiền hòa dọi xuống bóng y. Liệu y có nhớ đến vầng trăng mà họ từng cùng nhau chiêm ngưỡng? Tuy Đông Hải cách Hiên Viên Sơn hàng vạn dặm, nhưng nếu Tương Liễu muốn, y có thừa cách để nàng biết được. Nhưng y không hề bận tâm, trước khi chết cũng chẳng thèm từ biệt nàng. Trong mắt y, nàng không bằng những người bạn bình thường khác. Từ trước đến nay, giữa hai người chỉ tồn tại những giao kèo, giao kèo nào cũng rành mạch, rõ ràng, không ai nợ ai. Chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Yêu vội vã tìm kiếm khắp người nàng lôi ra chiếc gương tinh tinh trong gương vẫn còn lưu giữ một vài đoạn ký ức đó là thứ duy nhất y miễn phí cho nàng có một đoạn ghi lại cảnh hai người ở thị trấn thanh thủy lúc đó y bị thương nặng buộc phải nằm im văn tiểu lục bắt được cơ hội trời cho để báo thù những lần bị y ức hiếp nàng bôi nhọ nồi lên mặt y vẽ thành hình bảy con mắt cộng với hai con mắt của y thành chín con mắt ý nàng muốn mỉa mai y là yêu quái chín đầu còn một đoạn ký ức nữa ghi lại cảnh dưới đáy biển văn tiểu lục và tương liễu vừa thỏa thuận xong tương liễu đưa nàng tới ngũ thần sơn giải sâu độc cho chuyên húc giải độc xong họ bị thị vệ của ngũ thần sơn phát hiện và truy đuổi tương liễu buộc phải kéo nàng lặn xuống đáy biển để trốn thoát đó là lần đầu tiên tiểu yêu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ của biển cả Thừa lúc Tương Liễu không để ý, nàng đã ghi lại hình ảnh y tự do bơi lội, dáng vẻ thong dong tự tại của y dưới đáy biển. Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, vận linh lực tác động lên chiếc gương, những gợn sóng lăn tăn xuất hiện, nhưng sau đó không có bất cứ điều gì hiện ra trong gương. Tiểu Yêu hoang mang lo sợ, nàng thốt lên: "Không thể nào, không thể nào." Nàng cuống cuồng vận linh lực kiểm tra nhưng mặc cho nàng thử đủ mọi cách những đoạn ký ức về tương liễu vẫn không thấy đâu thứ duy nhất y để lại cho nàng cũng đã biến mất tiểu yêu không sao tin nổi nàng lật đi lật lại chiếc gương sao lại như thế sao lại như thế bỗng nàng nhớ ra trong lúc nàng hôn mê tương liễu đã phát hiện ra bí mật trong gương và buộc nàng phải xóa hết sau khi nàng tỉnh lại y không nhắc lại yêu cầu đó nữa nàng cứ nghĩ y đã quên nào ngờ y xóa bỏ tất cả từ lúc nào nàng không hề hay biết tiểu yêu mân mê chiếc gương mắt nàng nhòe ướt tương liễu trong mắt ngài điều đó là không thể chấp nhận được ư chỉ một đoạn ký ức ngài cũng không thèm lưu lại sao yêu quái chín đầu ta hận ngươi tiểu yêu uất ức quăng chiếc gương đi hai hàng lệ chứa chan lúc ở thị trấn thanh thủy nàng là văn tiểu lục, y là tương liễu. Tuy hai người luôn đối chọi nhau, nhưng những khi bị thương, y thường ẩn náu trong phòng nàng để trị thương. Nàng cũng thật tự nhiên, kể hết cho y nghe những chuyện vui buồn, tủi nhục trong quá khứ mà nàng chưa từng kể với ai. Lúc ở thành hiên viên, y là lãng tử phòng phong bội, dịu dàng chu đáo, lúc nào cũng tỏ vẻ bẫn cợt với đời nhưng lại hết sức nhiệt tình và nghiêm túc truyền dạy cho nàng kỹ thuật bắn cung hơn chục năm trời. Khoảng thời gian nàng hôn mê bất tỉnh dưới đáy biển 37 năm, hàng đêm họ vẫn nằm cạnh nhau. Đó có lẽ là khoảng thời gian tương liễu tỏ ra dễ chịu, hiền hòa nhất. Giữa họ không có quan hệ giao kèo, lợi dụng lẫn nhau, cũng không có sự đối chọi, tranh cãi. Chỉ có những cuộc rong chơi dưới đáy biển, một người thi thoảng nói được vài lời, một người chìm sâu vào giấc ngủ miên man. Ngày diễn ra hôn lễ ở Xích Thủy, y đến cướp dâu, buộc nàng thực hiện lời hứa, còn đòi cảnh cung cấp lương thực cho quân đội cộng công trong vòng 37 năm. Cái giá mà y phải trả chỉ là mất đi một thân phận giả tạo, còn nàng, danh dự của nàng đã hoàn toàn hoen ố. Kể từ đó, y là tướng quân của cộng công, nàng là em gái của chuyên húc. Mỗi khi hai người trò chuyện là gươm đao xuất hiện, Lần gặp mặt cuối cùng, nàng vì cái chết của Phong Long mà đi tìm y. Họ gặp lại nhau trên hồ nước hình hồ lô mà trước đây họ từng rong chơi ở đó. Nàng bắn tên vào người y. Y lợi dụng cái chết của cảnh kích động nàng trả thù. Đêm đó, y gần như muốn lấy cạn máu huyết trong cơ thể nàng, chỉ nhằm mục đích phòng khi cần thiết phải điều chế thuốc trị thương. Nàng hận y lạnh lùng, tàn ác và thề sẽ không bao giờ gặp lại y nếu biết đó là lần gặp cuối cùng chắc chắn nàng sẽ nói khác đi cho dù y tàn nhẫn và lạnh lùng với nàng thế nào nàng cũng sẽ không nói những lời tuyệt tình đó với y nước mắt nhạt nhòa gương mặt nàng tiểu yêu ngửa mặt bất lực nhìn trời tương liễu vì sao vì sao vì sao nỡ đối xử với tôi như vậy vì sao không chịu để lại dù chỉ một đoạn ký ức ngắn ngủi lẽ nào hàng trăm năm quen biết đối với ngài cũng chỉ là những mối giao kèo đầy toan tính. Tường Liễu ra đi quá ư đột ngột, không để lại lời nào, ngay cả xương cốt của y cũng hóa thành chất độc. Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tiểu Yêu. Cảnh đứng sau lưng Tiểu Yêu, ôm nàng vào lòng. Khi ấy trời đã tờ mờ sáng. Suốt đêm dầm mình trong gió lạnh, toàn thân Tiểu Yêu lạnh như băng. Cảnh vận linh lực sưởi ấm cơ thể nàng nàng thức giấc khi nào vậy tiểu yêu vội vàng lau nước mắt bối rối đáp vừa mới đây thôi cảnh hôn nhẹ vào gáy nàng tiểu yêu mệt mỏi ngả vào lòng cảnh một lúc sau nàng khẽ bảo khi nãy em đã nói dối em thức giấc lâu rồi thực ra suốt đêm qua em không chợp mắt nổi cảnh khẽ nói không sao tuy là vợ chồng nhưng cũng cần có những khoảng trời riêng Ta biết lúc này nàng rất buồn, rất đau khổ, nàng cần yên tĩnh một mình. Tiểu Yêu bối rối. Em, em. Cảnh đặt tay lên môi nàng. Đừng nghĩ chồng nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tường Liễu đã nhiều lần cứu mạng nàng, ta rất biết ơn y. Nước mắt Tiểu Yêu tuôn rơi lã chã, ướt đẫm bàn tay Cảnh. Cảnh thinh lặng, lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Tiểu Yêu lẩm nhẩm tuy lúc nào em cũng nhắc nhở bản thân rằng y là kẻ thù của chuyên húc nhưng em em chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình huống này em mong mọi thứ không phải là sự thật y khôn ngoan xảo quyệt là thế nếu y muốn sống chắc chắn y sẽ có cách cảnh trầm ngâm không nói chàng biết tiểu yêu không cần chàng lên tiếng vì y quá khôn ngoan xảo quyệt nên mới không muốn sống có lần y nói với em thực ra đối với một tướng quân mà nói kết cục viên mãn nhất là được chết trên chiến trường y đã chọn cho mình một kết cục như ý đó mà là kết cục như ý ư y đúng là tên khờ khạo nhất thế gian này y không hổ thẹn với cộng công không hổ thẹn với đồng đội đã hy sinh nhưng liệu y có thấy hổ thẹn với bản thân không em mới là kẻ khờ khạo y đâu mượn em phải buồn vì y không việc gì em phải buồn tiểu yêu vừa khóc vừa kể lể dần dần nàng kiệm lời hơn sau cùng thì thu mình trong vòng tay cảnh trầm ngâm ngắm nhìn những gốc phượng cao vút từng cánh hoa đỏ thắm bay theo gió hệt như những kỷ niệm xưa cũ dẫu tươi đẹp rực rỡ sán lạn nhưng sau cùng vẫn sẽ tan đi trong gió tiểu yêu mệt mỏi khép mắt lại cảnh em muốn rời khỏi đây chúng ta sẽ đi đâu ra biển Sóng biếc vạn dặm, trời cao biển rộng, Tương Liễu từng nói, ngoài biển có vô số những hòn đảo vô danh, có thể chúng ta sẽ tìm được một hòn đảo xinh đẹp để an cư lạc nghiệp. Ừ. Tiểu Yêu đã sắp xếp để tay trái và Miêu Phủ đi theo Bạch Đế, khi nào tay nghề của tay trái trở nên cứng cáp thì hai người đi đâu cũng có thể sống ổn. Nhưng Miêu Phủ gào khóc van xin. Tiểu thư đi đâu, em theo đó. Tay trái lặng thinh không nói nhưng hắn nhìn tiểu yêu không chớp mắt rõ ràng là hắn còn khó bảo hơn cả miêu phủ tiểu yêu đành đầu hàng nếu hai người không sợ khổ thì hãy đi cùng ta và cảnh tiểu yêu bắt đầu thu dọn hành lý thực ra là xử lý toàn bộ số quả mừng đám cưới ông ngoại tặng nàng hai hòm đồ trang sức quý báu có lẽ là di vật của bà ngoại nàng phụ vương tặng nàng hai thanh đoàn đao và một con dao găm do đích thân người rèn thành Quà tặng của chuyên húc rất thực tế, một căn nhà trong thành hiên viên và một trăm mẫu ruộng ở ngoại thành hiên viên. Quà của An Niệm là một lúc gỗ thần mộc phù tang. Quà của Liệt Dương là rất nhiều linh dược, những món linh dược huynh ấy siêu tầm mấy trăm năm qua, quý giá đến mức tiểu yêu cũng phải tấm tắc. Quà của A Tệ là một cặp ngọc bội đồng tâm, làm từ loại ngọc cổ trên ngọc sơn, và một em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự, khắc trên gỗ phù tang tất cả đều do một tay A tệ làm ra. Tiểu yêu chọn lấy ba món đồ nàng thích trong hòm trang sức của bà ngoại, vì nàng muốn giữ làm kỷ niệm. Thanh đoàn đao và dao găm mà phụ vương tặng nàng vừa có thể làm vũ khí phòng thân, vừa có thể dùng để gọt hoa quả. Nàng thu gọn quà tặng của chuyên húc, A niệm và liệt dương. Ngọc bội đồng tâm của A tệ có thể dắt bên mình để bảo vệ sức khỏe, lúc cần kíp còn có thể dùng làm dược liệu quý để giữ mạng. Tiểu Yêu mân mê một lúc, quyết định chia cho cảnh một miếng, nàng một miếng, cùng dắt bên người. Cuối cùng là em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự. Lúc đầu, Tiểu Yêu rất tò mò không hiểu vì sao A Tệ không khắc trên gỗ đào của Ngọc Sơn, mà dùng thần mộc phù tang. Thần mộc phù tang không cần châm lửa vẫn có thể cháy, nên không dễ điêu khắc. Không biết A Tệ dùng cách gì để miếng gỗ phù tang này không thiêu đốt bàn tay huynh ấy. Tiểu yêu ôm em bé đồ chơi trên tay, cười nói với cảnh: "A à, tệ thật hài hước. Người ta khắc em bé đồ chơi thì thường để cái đầu rất to. Đằng này huynh ấy lại khắc bụng em bé bự như vậy. Lẽ nào huynh ấy muốn giải thích rằng em bé này vì háo ăn nên mới béo tròn?" Cảnh mỉm cười nhìn em bé đồ chơi, đáp: "Đây là thần mộc phù tang đã hàng vạn năm tuổi, nước lửa không thể chạm vào, đao kiếm không thể xâm phạm." nhưng rất khó điêu khắc chắc chắn a tệ phải tốn rất nhiều công sức em bé đồ chơi ấy không phải món đồ hữu dụng nhưng tiểu yêu thấy nó rất dễ thương càng ngắm càng thấy đáng yêu cái đầu thật bự cái bụng cũng thật bự đeo cái yếm có hình cảnh lựu chữ quả em bé nhe răng ra cười nụ cười rất đỗi ngây thơ ngộ nghĩnh tiểu yêu bỗng nhiên bật cười khúc khích với em bé đồ chơi ấy mấy ngày nay đây là lần đầu tiên tiểu yêu tươi tỉnh như vậy. Cảnh thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng căn dặn miêu phủ. Nhất định phải giữ gìn em bé đồ chơi ấy cẩn thận. Ngày chia tay, trời trong nắng hồng, gió nhẹ nhẹ thổi, quả là rất thích hợp cho một hành trình dài. Bạch đế và A Niệm tiễn họ ra tận đường cái quan, hai bên đường liễu xanh che bóng, nhiều người cũng đang bẻ cảnh liễu tiễn biệt, chốc chốc lại thấy vẳng lên tiếng sáo tha thiết tiếng khóc nghẹn ngào. Tài trái và miêu phủ, một người dắt ngựa, một người ngồi trên càng xe, chờ tiểu yêu nói lời từ biệt với bạch đế. Tiểu yêu nói với A Niệm. Nếu ở ngũ thần Sơn rảnh rỗi không có việc gì làm, muội hãy đến hiên viên Sơn thăm phụ vương. Nhưng nhớ, không bao giờ được đặt chân lên đất Trung Nguyên. Không bao giờ dò hỏi những chuyện của chuyên húc. Chị yên tâm. Muội vẫn một lòng một dạ yêu chuyên húc như ngày nào, nhưng những thương tổn và nước mắt của quá khứ khiến muội không còn là an niệm của ngày xưa nữa. Chị đừng quên, muội từng cầm quân ra trận. Tuy trận đánh đó phải nhờ đến câu mang, nhưng muội vẫn phải đối mặt với tất cả sự đổ máu và chết chóc nơi chiến trường. Vậy là Tiểu Yêu đã có thể yên tâm tuyệt đối. Bạch Đế hỏi Cảnh và Tiểu Yêu. Đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa? Cảnh đáp dạ chưa chúng con sẽ rong chơi đây đó nếu gặp được nơi cả hai cùng ưng ý thì có thể sẽ dừng chân bạch đế nửa đùa nửa thật sau khi ổn định nhớ báo cho ta biết đừng bật vô âm tín cảnh tươi cười không nói thêm chàng cùng tiểu yêu quỳ xuống lại bạch đế ba lạy tiểu yêu nói phụ vương hãy giữ gìn sức khỏe chúng con đi đây bạch đế âm thầm thở dài mỉm cười bảo các con đi đi cảnh và tiểu yêu trèo lên xe xe ngựa lộc cộc lăn bánh hòa vào dòng người đông đúc xe ngựa của họ cũng bình thường như bao cỗ xe khác đang chạy trên đường vì vậy không ai nhận ra họ có điều gì khác biệt với những người đi đường khác tuy nhãn lực của bạch đế rất lợi hại nhưng dần dần ngài cũng không phân biệt được đâu là cỗ xe của tiểu yêu trước mắt ngài là vô số những cỗ xe ngựa đang hối hả lên đường Tất cả người đi đường đều là những con người bình thường nhất thế gian, Tiểu Yêu đã trở thành một trong số họ. Những xúc cảm phức tạp trào dâng trong lòng Bạch Đế, ngài buồn bã, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Tiểu Yêu mang trên vai tên của dòng họ cao quý nhất, nặng nề nhất thế gian. Mẹ nó đã bao phen liều mạng, vùng vẫy khỏi gông cùm của tên họ ấy, nhưng không sao thoát nổi. Tiểu Yêu đã làm được điều đó. Tiểu Yêu có trụ nhan hoa, cảnh lại là hậu duệ của cáo chín đuôi. Một khi quyết tâm ra đi, chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Bạch đế sớm đã đoán ra ý định của họ, nhưng ngài vẫn vờ như không biết, để mặc hoàng đế và chuyên húc đinh ninh rằng Tiểu Yêu sẽ ở lại thành hiên viên. Mấy trăm năm trước, khi Tiểu Yêu trốn khỏi Ngọc Sơn, lưu lạc trong nhân gian, có lẽ số phận đã định đoạt rằng con bé sẽ có kết cục như hôm nay. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở về, con bé đã đi từ Ngũ Thần Sơn đến Hiên Viên Sơn, rồi lại từ Hiên Viên Sơn đến Thần Nông Sơn. Nó tham gia vào toàn bộ quá trình thống nhất đại hoang, có lẽ vì muốn hoàn thành di nguyện của mẹ, bảo vệ chuyên húc. Nay, di nguyện của A Hành đã được thực hiện, tiểu yêu quyết định trở về với nơi vốn thuộc về nó từ thuở ban đầu. Bạch Đế và A Niệm chậm chậm cất bước quay về tiệm rèn lúc này đang là thời khắc nhộn nhịp, náo nhiệt nhất của thành hiên viên. Trên phố, người qua người lại tấp nập, ngựa xe như nước, những tiếng mời chào mua bán rộn rã bên tai. Tiểu yêu rất có thể là cô vợ trẻ bán rượu trong quầy, rất có thể là ông thầy lang ngáp vặt trong tiệm thuốc, cũng có thể là người phụ nữ cầm quạt chạy theo đứa con nhỏ. Bạch đế bất giác mỉm cười. Khi không tìm thấy tiểu yêu, chắc chắn chuyên húc sẽ rất phẫn nộ. Nhưng sớm muộn nó sẽ hiểu, Tiểu Yêu đang sống giữa Lê dân trăm họ, Lê dân trăm họ chính là Tiểu Yêu. Nếu thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của họ sẽ được sống vui vẻ, an lạc. Chương 19, ngoại truyện, mong nàng chọn kiếp bình an. Nơi những dãy núi nối tiếp nhau trùng điệp và những cánh rừng xanh thảm nhấp nhô. Nơi thung lũng vắng, nằm kề con suối, những lán trại nằm cạnh nhau san sát. Lúc này nền trời đã tối đen như mực, nhưng không thấy lửa trại rực hồng, cũng không thấy đèn lồng bừng sáng trong các căn lán. Vì phải che giấu tung tích, nên họ không thắp sáng, cũng không gây tiếng động, chỉ có từng đội lính tuần tra đêm lầm lũi bước đi, áo quần lấm lem bùn đất, vẻ mặt mỏi mệt, dã rời. Tường liễu lặng lẽ kiểm tra hết lán trại này đến lán trại khác. Bộ y phục màu trắng của y lướt đi như một làn gió nhẹ giữa doanh trại, trở thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm đặc quánh, một ngạt. Nhác thấy bóng y, các binh sĩ bất giác thấy lòng nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhiều năm trước, không ít lính trẻ phàn nàn với những người lính già rằng. Tên yêu quái chín đầu diễn trò gì không biết. Chúng ta đi đánh trận chứ có phải đi xem mặt đâu mà hắn ăn vận trải chút bắt mắt làm vậy. Những người lính già vốn đã trải qua bao phen sống chết, đã tự tay thiêu thủy thi thể của bao nhiêu đồng đội họ nở nụ cười từng trải mà rằng chờ đánh xong vài trận các cậu sẽ hiểu và khi đôi mắt của những người lính trẻ ấy bắt đầu vương dấu ấn thời gian họ mới hiểu hết lời của những người lính già năm xưa tất cả các binh lính đều sợ hãi bóng áo trắng ấy nhưng trên chiến trường sự xuất hiện của bóng áo trắng ấy sẽ thu hút sự chú ý của quân địch mũi tấn công nguy hiểm nhất cũng bị hút về phía y Nhờ vậy, các binh sĩ mới có cơ hội sống sót để chờ trận đánh tiếp theo. Vào buổi đêm ở doanh trại, chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng ấy, thì dù quân địch ở gần họ chừng nào, họ vẫn có thể yên tâm mà say giấc. Trải qua nhiều phen phải tự tay thiêu hủy thi thể những đồng đội từng chung vai sát cánh chiến đấu, các binh sĩ bắt đầu hiểu vì sao tương liễu lúc nào cũng mặc y phục màu trắng, có thể vì y quá ư ngông cuồng, ngạo mạn, muốn kẻ địch nhanh chóng nhận ra y cũng có thể vì y là một tướng lĩnh mẫu mực y muốn tất cả các binh sĩ của y những người đang chiến đấu anh dũng bất chấp hy sinh có thể dễ dàng nhận ra y trong bất cứ hoàn cảnh tăm tối nào không ai dám hỏi tương liễu rốt cuộc y vì nguyên nhân nào sự băn khoăn ấy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong doanh trại hết năm này qua năm khác nhưng không bao giờ họ có được câu trả lời kết thúc thời gian đi tuần tương liễu trèo lên đỉnh núi giỏi mắt nhìn xuống doanh trại bên dưới. Nơi vạt rừng xa xa xuất hiện ánh lửa bập bùng, quân đội nhục thu đang đốt rừng, ép họ phải ra ứng chiến. Thời khắc của trận quyết đấu cuối cùng sắp đến. Tất cả các binh sĩ đều hiểu rõ vận mệnh của mình sẽ ra sao, nhưng không ai trong số họ từ bỏ con đường đã chọn. Thiên hạ nay đã thái bình, muôn dân nay được an cư lạc nghiệp, thời gian vô tình đã bỏ rơi họ, lãng quên họ, họ trở thành những người thừa vì vậy cái chết sẽ là một sự giải thoát cũng là trốn quay về duy nhất lý tưởng nhất của họ tương liễu ngồi xuống phiến đá lôi ra thanh gỗ phù tang tiếp tục gọt khắc động tác hết sức tỉ mỉ một em bé đồ chơi mặt cười bụng bự đã thành hình chỉ còn thiếu phần mắt khắc xong y ngắm lại một lượt thấy khá ổn y lật ngược em bé đồ chơi đặt lên đùi và mở nắp đế để lộ phần bụng rỗng sau đó, y lấy ra một quả cầu làm từ băng tinh. Bên trong quả cầu là một vực nước biển màu lam. Trong vực nước thăm thẳm ấy có loài cá ngũ sắc xinh đẹp, có loài san hô rực đỏ và còn có một vỏ sò khổng lồ màu trắng, giống hệt một đóa hoa tinh khôi đang bừng nở. Một nàng người cá yêu kiều ngồi trên vỏ sò, suối tóc xanh mượt như rong biển của nàng xõa xuống bờ vai, chiếc đuôi cá xinh đẹp của nàng, một nửa để lộ trên vỏ sò trắng tinh một nửa dập dềnh trong sóng biển. Một chàng trai đứng bên nàng, nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng đắm đuối. Ở một góc nhỏ, một chàng người cá đang bơi lội giữa biển cả. Tuy cách vỏ sò không xa, nhưng vẻ xa xôi, lạnh lùng của chàng khiến người ta có cảm giác chàng đang ở một thế giới hoàn toàn khác, chàng không thuộc về biển cả xanh thẳm, yên tĩnh ấy. Tương liễu lặng ngắm một hồi, y chạm ngón tay vào quả cầu, thoăn thoắt vạch lên đó mấy hàng chữ nhỏ. đúng lúc ấy ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cành lá chiếu rọi quả cầu băng tuyết soi tỏ những hàng chữ khắc vội bên cạnh chàng người cá mong nàng mạnh mẽ hạnh phúc yên ấm mong nàng chọn kiếp bình an. một chú đại bàng mỏ vàng lông trắng từ trời cao xả xuống đậu bên vách núi dựng đứng ngậm một thùng mọc, bên trong chứa đầy nước gỗ phù tang màu xanh lục. Linh khí dồn tụ nhiều đến mức tỏa khói xanh mờ ảo. Quả cầu biết thần mộc phù tang nhìn bề ngoài không khác một khúc gỗ hiền lành, vô hại, nhưng nếu không cẩn thận, khúc gỗ ấy sẽ thiêu rụi lông vũ của nó. Vì thế, nó thận trọng đặt thùng ngọc cạnh Tương Liễu, sau đó lập tức nhảy ra xa, không dám ồn ào, chỉ tò mò dõi theo từng cử động của Tương Liễu. Tương Liễu đặt quả cầu băng tinh vào phần bụng rỗng của em bé mặt cười bụng bự, Thật hay là quả cầu vừa khít với không gian ấy. Y đậy nắp lại, quả cầu băng tinh nằm yên trong bụng em bé. Băng tinh là nước, gỗ phù tang là lửa, lửa với nước đặt cạnh nhau, khắc chế lẫn nhau, khiến cho băng tinh không còn bút giá thấu xương, gỗ phù tang cũng không thiêu đốt bừng bừng nữa. Nhờ vậy, dù là một người không có chút linh lực nào vẫn có thể chơi đùa thoải mái với em bé đồ chơi làm từ gỗ phù tang này. Tương Liễu ngâm đồ chơi vào nước phù tang. Phần thân và phần đế của đồ chơi vốn được đẽo từ cùng một miếng gỗ phù tang, nên chỉ cần bày một trận pháp thì vài tháng sau, hai phần này sẽ gắn chặt vào nhau hoàn toàn. Nhưng y không còn nhiều thời gian, y buộc phải tiêu tốn linh lực. Tương Liễu dùng máu huyết của mình để bày trận pháp, lại chọn ra 10 viên đá mặt trời, đều là những viên đá kết tụ ánh sáng mặt trời suốt cả vạn năm để làm chất dẫn. Y vận linh lực nước phù tang trong thùng ngọc sôi sùng sục. Dần dần, nước phù tang được em bé đồ chơi hút cạn. Phần thân và phần đế của đồ chơi đã hoàn toàn gắn chặt với nhau, không nhìn ra bất cứ khe hở nào, như thể em bé đồ chơi này được đẽo gọt hoàn chỉnh từ một khúc gỗ đặc ruột vậy. Tương liễu thử dùng 4, 5 phần linh lực để mở nắp, nhưng không mở nổi. Tiếp đó, y lôi binh khí ra chặt vài nhát, nhưng em bé đồ chơi không hề suy xuyển. Khi ấy, tương liễu mới gật đầu hài lòng. Quả cầu đứng một chân, ngoẹo đầu nhìn tương liễu như nhìn một gã điên. Tương liễu lặng ngắm em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự trên tay, hàng mi em cong cong, miệng em cười hớn hở nhìn hắn. Bất giác, khóe môi tương liễu chậm chậm uốn cong, y mỉm cười. Y đặt em bé mặt cười vào một chiếc túi, buộc lên cổ quả cầu. Quả cầu ư ư hỏi. Tương Liễu Bảo, hãy đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân, đây là quà cưới ta tặng cho tiểu yêu. Quả Cầu trợn mắt, tức giận kêu lên, nó không hiểu vì sao món quà do đích thân yêu quái chín đầu làm ra lại biến thành công lao của gã yêu quái cáo đó. Tương Liễu vỗ đầu Quả Cầu, ra lệnh, đừng nhiều lời, cứ nói với huynh ấy như thế. Quả Cầu hậm hực cáu gắt, rồi cũng vỗ cánh bay lên, hướng về phía Ngọc Sơn. Tương Liễu ngẩng đầu, dõi mắt nhìn theo bóng quả cầu xa dần xa dần, rồi biến mất giữa màn đêm thâm u. Còn nhớ buổi đầu gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy, nàng tươi cười giả lả, toàn nói những lời điêu ngoa, gian trá, nhưng có một câu duy nhất là thật lòng, "Tôi là kẻ yếu đuối, bất hạnh, bơ vơ." Kỹ thuật bắn cung rèn luyện suốt mấy chục năm đủ để nàng có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ người thân nàng sẽ không phải dùng thân mình che chắn cho người thân khi gặp nguy hiểm như trước kia nữa bên cạnh nàng đã có một người tình hoàn hảo nàng sẽ không còn cô đơn buồn tủi nữa trời cao biển rộng nàng đã có nơi để đi không còn bị người ta truy đuổi không còn bơ vơ lạc lõng nữa tương liễu thầm nhủ tiểu yêu từ nay về sau ta không cần phải bảo vệ nàng nữa nàng hãy chăm lo cho bản thân thật tốt ta mong nàng được chọn kiếp bình an